Chào mừng quý vị trở lại với Khoa học và bạn. Khi đang dạo chơi nơi thiên nhiên hoang dã, một con rắn đã xuất hiện từ bụi cây khô nào đó và cắn vào trên mắt cá chân của bạn. Thật đen đủi. Nhưng hãy bình tĩnh, bạn phải giữ nhịp tim và huyết áp thấp để làm chậm quá trình phát tán của nọc độc. Nhớ cởi giày và tất ra nhé. Giờ thì bạn phải xem vết cắn là do rắn độc hay rắn không độc gây ra. Nếu thấy hai vết cắn sâu trên chân mình thì chúng đến từ nanh của loài có nọc độc. Với vết cắn của loài không có nọc độc, bạn sẽ thấy những chiếc răng nhỏ sắc nhọn tạo thành hình chữ U. Có khoảng 600 loài rắn độc và bạn nên chú ý đến họ rắn lục và rắn hổ mang. Mỗi loài rắn có một loại nọc độc khác nhau và cần các phương pháp điều trị khác biệt. Nếu rắn lục cắn bạn, đừng tạo áp lực lên vết thương. Việc giữ nọc độc ở một khu vực có thể làm tổn thương mô nặng hơn, sau đó bạn phải nhanh chóng đến bệnh viện gần nhất để điều trị. Nếu bị rắn hổ mang cắn, bạn phải dùng băng gạc buộc vùng đó lại để ngăn nọc độc xâm nhập sâu hơn vào cơ thể. Hãy để mắt đến người bị cắn nhằm đảm bảo rằng họ vẫn còn thở. Đúng thế, nọc rắn hổ mang có thể làm tê liệt cơ hoành đấy. Đừng hút nọc độc ra, nó đi rất nhanh vào hệ thống cơ thể của ai đó và bạn sẽ chẳng giúp được gì. Hãy quan sát kỹ con rắn và nếu có thể, hãy chụp vài bức ảnh của nó để cho nhân viên y tế xem. Cố gắng chụp kỹ vào nhé. Chuyển từ rắn sang dị ứng, hầu hết mọi người đều phản ứng với các chất gây dị ứng bằng việc chảy nước mũi hoặc hắt hơi. Nhưng những người khác có phản ứng phức tạp hơn nhiều. Phát ban ngứa có thể là dấu hiệu của phản ứng dị ứng. Nó có thể trông giống như viêm da và có khi xuất hiện một tuần sau khi bạn tiếp xúc với chất gây dị ứng. Đã từng có một trường hợp hy hữu xảy ra cách đây vài năm. Một người mới niềng răng lần đầu và sau một tuần họ nổi mẩn ngứa dưới vị trí của đồng hồ đeo tay và bụng. Hóa ra họ bị dị ứng với niken trong mắc cài của niềng răng. Nếu bạn bị phồng rộp trên da sau khi tiếp xúc với nắng trong 1 đến 2 giờ thì có thể không phải do cháy nắng mà là do bị dị ứng. Bạn cũng có thể bị đỏ da, nổi mụn li ti và đóng vẩy. Khi điều đó xảy ra, hãy nhanh chóng đến phòng cấp cứu. Các chuyên gia sẽ thực hiện các bài kiểm tra và cho bạn lời khuyên về việc nên làm gì tiếp theo. Đôi khi thuốc hoặc các loại trái cây như chanh và củ cải vàng cũng có thể gây ra dị ứng. Nếu bạn bị dị ứng với phấn hoa, hãy tránh xa hoa quả và rau. Một số rau củ quả có protein giống như protein được tìm thấy trong phấn hoa và hệ miễn dịch của bạn sẽ phản ứng với nó như khi tiếp xúc với phấn hoa thật vậy. Chúng có thể gây ra các triệu chứng dị ứng giống nhau như ngứa ngáy, sưng miệng, mặt và chà, bạn biết như thế nào rồi đấy. Bạn bị kẹt trong xe hơi trong một cơn bão mùa đông. Bên ngoài trời lạnh cóng và bạn bắt đầu rùng mình. Đó là một dấu hiệu tốt. Khi nhiệt độ giảm xuống dưới mức dễ chịu, cơ thể bạn bắt đầu run rẩy. Động tác này tăng cường sản sinh nhiệt bề mặt của cơ thể lên tới 500%. Nhưng rùng mình chỉ có thể khiến bạn ấm lên một thời gian ngắn. Sau một lúc, cơ bắp sẽ hết nhiên liệu và ngừng co duỗi. Nếu ai đó đột nhiên ngừng run rẩy, họ trở nên mệt mỏi và muốn đi ngủ thì hãy hành động thật nhanh. Mang họ vào trong nhà, cởi bỏ quần áo ướt, xoa hai bàn tay và chân, quấn chăn quanh người và tìm gạc khô, ấm để trườn lên ngực, cổ hoặc bụng dưới của họ. Đừng bao giờ đặt gạc ấm lên cánh tay hoặc chân của họ. Nhiệt độ nóng đột ngột sẽ dồn máu lạnh trở lại tim, não và phổi, khiến cho nhiệt độ lõi của cơ thể giảm xuống. Khi đang lái xe xuống một con đường vắng, bạn nghe thấy đài phát thanh khẩn cấp về thời tiết. Coi chừng lốc xoáy trong khu vực của bạn, nghĩa là một cơn lốc xoáy có khả năng xảy ra. Nhưng cảnh báo lốc xoáy có nghĩa là cơn lốc xoáy đã xuất hiện trên radar hoặc đã có người nhìn thấy. Bạn cũng nên đề phòng mưa đá. Nó xuất hiện khi các luồng gió thổi trong một cơn dông đẩy mưa vào những đám mây dày và chúng bị đóng băng. Tuy nhiên, khi một cơn lốc xoáy đến gần, mưa đá có thể đến mà không có mưa. Sau đó mọi thứ trở nên yên tĩnh, không khí trở nên im lặng và không có gió. Đột nhiên bạn sẽ thấy những đám mây di chuyển nhanh chóng theo kiểu xoay tròn hoặc hướng lên bầu trời. Bạn sẽ nghe thấy âm thanh thác nước lớn biến thành tiếng gầm khi cơn lốc xoáy đến gần. Nó sẽ tương tự như âm thanh của tàu hỏa và máy bay phản lực. Các mảnh vỡ sẽ bắt đầu rơi xuống và một đám mây hình phễu sẽ bắt đầu quay, kéo các cành và lá cây bay lên. Nếu cơn lốc xoáy không di chuyển sang trái hoặc phải, nó có thể đang tiến về phía bạn và bạn sẽ không nhận ra cho đến khi nó tới quá gần. Hãy tìm chỗ trú ẩn ngay. Khi bạn đang tận hưởng ở nhà, xem TV thì nghe thấy một tiếng động lạ. Nghe có vẻ như một luồng gió nhẹ, nhưng bạn xác nhận rằng không có gì bất thường sau khi đã kiểm tra tất cả các cánh cửa. Ngày hôm sau, bạn cảm thấy mình bị tức ngực và chuyện này trở nên tồi tệ hơn theo từng tuần. Sau đó những cơn đau ngực kéo theo cảm giác kiệt sức đáng sợ. Bạn không thể không nghĩ rằng có điều gì đó không ổn xảy ra với cơ thể của mình.
nhưng vấn đề lại nằm ở ngôi nhà của bạn. Bạn có thể bị ngộ độc carbon monoxide. Khi khí này đi vào nhà, nó sẽ tích tụ trong máu và thay thế oxy trong cơ thể bạn. Ngộ độc cũng có thể gây đau đầu, buồn nôn và lú lẫn. Trong những trường hợp đó, hãy chạy ra ngoài để hít thở không khí trong lành và gọi dịch vụ khẩn cấp. Ngoài ra, hãy mua máy dò carbon monoxide và đặt nó ở hành lang hoặc ở những khu vực bạn ngủ. Kiểm tra pin 2 lần một năm và khi chuông báo động kêu lên, hãy bước ra ngoài. Bạn biết mình phải gọi cho ai rồi đấy. Bạn đi trượt băng. Lớp băng trên hồ trông có vẻ dày hơn so với vẻ bề ngoài. Bạn nghe thấy tiếng vỡ vụn và bị chìm xuống trong làn nước băng giá. Đầu tiên, cơ thể bạn sẽ bị sốc vì nhiệt độ thay đổi đột ngột. Đừng lo lắng, nó sẽ trôi qua sau khoảng 1 đến 3 phút. Bây giờ bạn phải tìm một tảng băng rắn và ôm chặt lấy nó. Đừng cố trèo lên đó, chỉ cần đặt cánh tay lên, đá chân và đẩy tảng băng về phía trước. Điều này sẽ giúp bạn kéo cơ thể lên băng. Khi bạn đang ở trên một tảng băng, đừng đứng lên. Nếu bạn làm vậy, trọng lượng cơ thể sẽ tập trung vào vùng băng nhỏ hơn và nó sẽ lại vỡ ra. Chỉ cần tiếp tục lăn cho đến khi bạn tiến gần hơn vào mặt đất ổn định. Nếu bạn phải phá cửa kính của một chiếc xe hơi nóng cháy thì sao? Cửa sổ ô tô có nhiều lớp vật liệu chống lực. Đây là những điều bạn cần làm. Hãy tránh các cửa sổ phía sau hoặc kính chắn gió phía trước của xe hơi. Chúng khó bị phá hơn. Hãy đi tới cửa sổ ghế hành khách và tài xế. Nếu bạn có búa, đừng đập vào giữa kính mà nhắm vào các cạnh của nó, nơi kính dễ bị vỡ hơn. Bây giờ, nếu cửa sổ không thể bị đập vỡ bằng búa, thuốc nơ vít hoặc bất cứ thứ gì bạn có xung quanh, hãy tìm một tảng đá nhỏ và nhọn. Nếu như thế mà vẫn không hiệu quả, thì lựa chọn tốt nhất của bạn sẽ là buji đánh lửa của ô tô. Hãy mở mu xe, rút buji, phá vỡ vỏ sứ và ném mảnh sứ vỡ vào bất cứ đâu trên cửa kính. Đang là giữa mùa hè và bạn đang đi nghỉ ở đâu đó trên vành đai Thái Bình Dương. Đột nhiên, bạn cảm thấy các chấn động mạnh. Chà, đây có thể là dấu hiệu cảnh báo đầu tiên về một trận sóng thần đang đến gần, hoặc nó có thể gây ra sóng lớn hàng ngàn dặm. Nhưng có những dấu hiệu nổi bật khác cho thấy một cơn sóng thần đang đến gần. Một trong số đó là sự thay đổi mực nước, dù tăng hay giảm. Nếu bạn thấy mực nước biển rút đi nhanh chóng và đáy biển lộ ra, bạn nên chạy đến vị trí ít nhất là cao 30,5m trên mực nước biển và 1,6km vào đất liền. Nhiều chuyên gia cho biết, một khi nước biển bắt đầu rút đi, bạn có 5 phút để sơ tán trước khi cơn sóng khổng lồ ập đến. Hãy nhớ rằng, đây là khoa học và bạn. Vẻ đẹp của thiên nhiên, bầu không khí trong lành và những ngày tháng tĩnh tâm khác xa với chốn thành thị đông đúc của bạn. Bạn đã đi bộ khá lâu và xa, nên giờ đã đến lúc dựng trại rồi. Rừng cây quanh đây dày đặc và không có nơi nào thích hợp để dựng lều cả. Rồi bạn phát hiện ra một mảnh đất xanh dờn không hề có cây cối mà chỉ rải rác vài bụi cây thấp. Bạn đến đó, tự mãn với khám phá của mình và bắt tay vào việc dựng lều. Mặt đất mềm mịn đến lạ thường, nhưng điều đó không khiến bạn quá bận tâm. Hơn thế nữa, mấy cái cọc cắm vào lòng đất dễ như bỡn vậy. Khi làm xong thì trời đã tối nên bạn đi vào trong lều và khép mình vào chiếc túi ngủ ấm áp của mình. Bạn thức dậy vì một cảm giác rờn rợn như thể có điều gì đó không ổn. Bạn cảm thấy ướt. Bạn bắt đầu vặn vẹo người trong túi và vâng, bên dưới túi đã gần như là ướt sũng. Bạn lao ra khỏi lều nhanh như cắt và thấy cái lều đang chìm dần xuống đất. Hóa ra bạn đã dựng trại trên một đầm lầy. Và bạn cũng may mắn đó. Các đầm lầy không phải lúc nào cũng dễ nhận ra. Đôi khi bạn còn chẳng thấy chúng cho đến khi đầu gối của bạn đã ngập trong bùn và rắc rối. Việc thoát khỏi cái đầm lầy đó cũng sẽ khá khó khăn. Rêu và rễ cây tạo ra một lớp đệm mềm từ từ kéo bạn xuống dưới và khi cố gắng nâng chân lên, có thể bạn sẽ bị tuấn mất ủng. Để xác minh một đầm lầy trong rừng thì khá là dễ dàng khi bạn biết mình phải tìm gì. Nếu bạn đang ở trong một rừng cây rậm rạp và nhìn thấy một chảng cỏ xanh tốt, ngập nắng, chẳng có gì ngoài rêu và thỉnh thoảng là một bụi cây thì rất có thể đó là một đầm lầy. Bạn cũng có thể kiểm tra bằng cách bước nhẹ lên nền đất quang này. Nếu cảm thấy lún nhẹ thì tốt nhất hãy tránh xa. Và ngạc nhiên thay, khi đầm lầy còn có thể gây ra cháy rừng nữa đấy. Nếu bạn ở quá gần cái đầm lầy và bắt đầu đốt lửa trại thì lửa có thể bùng lên, đặc biệt nếu có gió lớn. Các đầm lầy chứa đầy hắc ín ẩn dưới các lớp nước và rêu. Khi hắc ín bắt đầu cháy, việc dập tắt là gần như không thể. Hãy luôn giữ khoảng cách an toàn với tất cả các đầm lầy trước khi đốt lửa trại. Một sai lầm phổ biến khác khi dựng trại ở nơi hoang dã là không nhìn lên trên.
Giả sử bạn đã tìm thấy một nền đất vững chắc nào đó để dựng lều, hãy dọn sạch các quả thông và những hòn đá gồ ghề, đồng thời đảm bảo rằng không có bất kỳ tổ kiến nào gần đó nhé. Bạn không muốn bất cứ thứ gì chui vào túi ngủ của mình vào ban đêm phải không nào? Vị trí cắm trại bạn chọn thật hoàn hảo, và cái cây mà lều của bạn dựa vào cũng bảo vệ bạn khỏi mưa gió. Bạn chuẩn bị đi ngủ và tắt đèn cắm trại, và đột nhiên, lều của bạn bị đập một cái thật mạnh như thể một con thú hoang đang tấn công bạn. Bạn luống cuống bò ra và thấy một cành cây to đã rơi xuống nóc lều của mình. Điều tồi tệ nhất là lẽ ra bạn đã thấy nó nếu chịu ngước mắt lên trên khi dựng trại. Những cành cây gần gãy và mục nát rất dễ thấy, và dựng lều ngay bên dưới chúng không bao giờ là một ý hay. Những thứ như vậy có thể gãy bất cứ lúc nào và bạn sẽ rất may mắn nếu chúng không làm rách lều và làm bạn bị chấn thương đấy. Mỗi năm có cả tá những khách du lịch mắc phải sai lầm này và thường phải trả giá đắt vì điều đó. Nhìn lên trời cũng sẽ giúp bạn đảm bảo rằng không có tổ ong bắp cày hoặc mạng nhện trên đầu bạn. Những thứ này còn khủng khiếp hơn cả cành cây, vì ong bắp cày không thích bị quấy rầy và nhện thì có thể có nọc độc. Còn nếu bạn nhìn thấy một con sông xinh đẹp và muốn cắm trại bên bờ sông, thì đừng quên xem xét kỹ lưỡng nơi bạn định dựng lều. Nếu bạn ở quá gần mặt nước, đặc biệt là vào mùa xuân hoặc mùa thu, rất có thể bạn sẽ bị nổi vào nửa đêm. Hãy luôn kiểm tra dự báo thời tiết trong ngày và đêm hôm sau. Nếu có khả năng mưa thì tốt hơn hết hãy tránh xa mọi thủy vực, đặc biệt là sông. Mưa có thể làm tăng mực nước tại đây và làm cho sông vỡ bờ, nhấn chìm cái trại nho nhỏ và phá hỏng kỳ nghỉ của bạn. Nhưng dù cho bạn ở xa các vùng nước thì mưa cũng có thể ảnh hưởng đến chuyến đi của bạn. Ví dụ như bạn lại ở sâu trong rừng và những tán cây đang bảo vệ bạn khỏi cái thời tiết xấu này. Mưa vẫn thấm được cái thảm đất của rừng, nhưng ít nhất thì mọi chuyện sẽ không tệ như ở ngoài trời. Đêm hôm sau khi dựng trại ở một nơi khác, bạn cảm thấy mặt đất mềm và đàn hồi. Tuy nhiên đó không phải là đầm lầy, chỉ là cơn mưa đêm qua đã làm đất tới xốp. Nếu bạn đang ở một điểm như vậy, hãy chuyển đến một nơi khác chắc chắn hơn. Vấn đề là nền đất mềm và lỏng có thể dần trồi lên từ bên dưới bạn bất cứ lúc nào. Sự di chuyển này không nguy hiểm như khi bạn ở đầm lầy, nhưng những cái cọc của lều dễ lỏng ra và rồi bạn sẽ bị chôn vùi bên dưới một đống vải vóc từng nhà lều của mình. Và nếu bạn quyết định dựng trại của mình trong một thung lũng ấm cúng và trời bắt đầu mưa khi bạn vừa đến nơi, thì hãy chuẩn bị lênh đênh một chút nhé. Theo lẽ tự nhiên, nước chảy xuống dưới và đi vào nơi trú ẩn của bạn. Cuối cùng nước sẽ tìm được đường chảy xuống bên dưới lều của bạn. Sẽ không có gì ngạc nhiên khi bạn phát hiện ra nước đã ngập đến đầu gối lúc thức dậy đâu. Ồ, đây đúng là một chỗ tuyệt vời để nghỉ ngơi sau một chuyến đi bộ dài. Nó nằm trên một đỉnh đồi nên không có nước gần đó, mặt trời đang tỏa nắng và chẳng có cái cây nào che lại thứ ánh sáng tự nhiên đó cả. Tắm nắng tại nơi này sẽ thích lắm đây. Chà, có vẻ như vậy trong vài giờ đầu, nhưng khi đã ở đây đủ lâu, bạn sẽ cảm nhận được sự sai lầm của mình. Ánh nắng trực tiếp chiếu vào lều sẽ khiến lều bị nóng sau vài giờ bởi các vật liệu làm nên lều. Và bạn sẽ cảm nhận được điều đó trên chính làn da của mình ngay khi đi vào bên trong. Tuy nhiên bạn có thể rời khỏi lều cho đến khi trời tối, vì đến giờ đó thì lều cũng đã nguội rồi. Điều tương tự cũng xảy ra với gió. Ở một nơi thoáng đãng, gió giật có thể đạt đến tốc độ điên cuồng, và nếu bạn không cẩn thận khi đóng cọc thì chuẩn bị nói lời tạm biệt cái lều của mình đi là vừa đấy. Bạn nên tìm một vị trí gần cây cối để bảo vệ mình khỏi nắng và gió. Tuy nhiên, đừng để bị cám dỗ rồi cắm trại gần một cái cây đơn đầu khi dự báo thời tiết không được tốt cho lắm. Trời nắng và mưa thì đều ổn, nhưng nếu sắp có một cơn bão nghiêm trọng thì một cái cây đơn độc sẽ đóng vai trò như cột thu lôi. Thật không khó để tưởng tượng điều gì có thể xảy ra nếu sét đánh trúng vào cái cây che trại của bạn nhỉ? Khi cắm trại vào mùa đông, thời tiết có thể còn nguy hiểm hơn. Bạn còn nhớ những gì tôi đã nói về ánh nắng trực tiếp chứ? Quên điều đó đi! Vào mùa đông, điều tuyệt vời nhất đó là ánh nắng có thể chiếu lên lều của bạn. Bạn sẽ vẫn bị lạnh cho dù lều của bạn có xịn sò và đắt tiền đến đâu, và gió thường nguy hiểm hơn nhiều vào mùa lạnh. Ánh nắng trực tiếp sẽ giúp bạn đối phó với cái lạnh tốt hơn. Một trong những sai lầm phổ biến của người đi bộ đường dài là đốt lửa trại quá gần lều. Một lần nữa, chất liệu của lều dẫn nhiệt rất tốt và lều ấm lên cũng thật tuyệt. Nhưng nó cũng dễ bắt lửa, đôi khi một tia lửa thôi cũng đủ thiêu rụi nơi trú ẩn của bạn rồi. Hãy đảm bảo rằng giữa lều và lửa trại có một khoảng trống nhất định, và đừng bao giờ để lửa cháy mà không trông chừng.
Khi đi ngủ, dập lửa là quy tắc bất di bất dịch để bạn không thức dậy với một địa ngục cháy rực xung quanh mình. Côn trùng có thể phá hỏng cuộc đi bộ đường dài thú vị của bạn đấy. Muỗi, kiến, bọ chét và các loài côn trùng gây hại khác có thể tìm đường vào lều của bạn mọi lúc mọi nơi. Vì vậy, hãy bảo vệ chính mình khỏi chúng nhé. Hãy dùng xịt đuổi côn trùng khi đi ra ngoài và đốt một vòng nhang đuổi muỗi cạnh lối vào lều của bạn. Tuy nhiên, đừng đặt quá gần hoặc đặt bên trong vì mùi rất khó chịu và nhang cũng dễ gây cháy lắm đấy. Để tránh xa muỗi và đặc biệt là bọ chét, đừng cắm trại gần các hồ, ao hay rừng rậm nơi có các đầm lầy. Muỗi sinh sản trong vùng nước yên ả, vì vậy các khu vực xung quanh ao vũng như vậy rất thu hút các loài gây hại có cánh. Nhưng chúng gặp khó khăn khi bay trong trời gió, vì vậy chọn một vị trí thoáng đãng là cách tốt nhất để tránh xa chúng. Đừng để chúng làm phiền bạn nhé. Được bao phủ trong lớp lông nhọn màu nâu với 9 cặp cánh tay xoăn, sâu bướm Hawk Moth chẳng giống bất kỳ loài sâu bướm nào khác, và vẻ ngoài đầy lông đã mang đến biệt danh sên khỉ cho nó. Loài côn trùng kỳ lạ này có thể được tìm thấy ở Bắc Mỹ, nơi chúng rình rập trong những tán cây râm mát và bụi cây cảnh. Sinh vật nhỏ lông lá này không hề vô tội như vẻ bề ngoài. Các sợi lông trên lưng của con sâu bướm kết nối với các tuyến độc trong da nó. Nếu bạn tò mò và thò tay chạm vào những sợi lông này, tay bạn sẽ ngay lập tức chuyển sang màu đỏ tươi và bạn sẽ cảm thấy ngứa, rát, khá giống như bị ong đốt, nên đừng làm như vậy nhé. Tuy nhiên, nếu sâu bướm Hawk Moth đốt, bạn nên ngay lập tức xả nước vào vết đốt để rửa sạch hết những sợi lông còn lại. Vết đốt sẽ bắt đầu lành và biến mất sau một tuần. Kiến đạn là loài lớn nhất trong số các loài kiến. Tuy nhiên, mặc dù là lớn nhất, nhưng chúng cũng không lớn hơn kích thước của một đồng xu. Kiến đạn được thấy nhiều nhất ở các quốc gia như Nicaragua và Paraguay, sâu trong rừng nhiệt đới. Dù nhỏ bé nhưng vết đốt của nó không tầm thường đâu. Bị kiến đạn đốt, bạn sẽ đau gấp 30 lần bị tò vò hoặc ong đốt. Người dân địa phương đôi khi gọi loài côn trùng nhỏ bé này là kiến 24 giờ. Vì bạn sẽ cảm thấy khó chịu suốt cả một ngày sau khi bị đốt. Tuy cảm giác khó chịu, nhưng vết đốt của kiến đạn không nguy hiểm lắm và sẽ lành trong vòng một tuần. Loài kiến này có một thói quen kỳ dị giúp bạn dễ dàng tránh được việc bị chúng cắn. Kiến đạn tiết ra mùi hôi thối nồng nặc và kinh tởm để xua đuổi kẻ săn mồi. Vì vậy, nếu bạn đi bộ xuyên qua rừng nhiệt đới và ngửi thấy mùi hôi nồng nặc khó chịu thì... Này, xin lỗi nha! Bọ hôn trông tương tự như loài gián điển hình, ngoại trừ việc chúng mảnh hơn, không có cánh và có họa tiết đường kẻ thú vị ở trên lưng. Dù cái tên nghe thật dễ thương, nhưng loài côn trùng này chẳng đáng yêu xíu nào. Bọ xít hồn má thường được tìm thấy ở các bang miền Nam ấm áp của Mỹ và thứ nhỏ bé dày dà này sẽ ẩn náu ở bất cứ đâu, trong các vết nứt, gầm giường và trong đồ nội thất. Những con côn trùng này có biệt danh là bọ macaron vì chúng chỉ xuất hiện vào ban đêm. Mặc dù không đau lắm, nhưng vết cắn của chúng lại nguy hiểm đến khó tin. Con người thường bị dị ứng với nước bọt của bọ hôn và nếu trường hợp đó xảy ra, vết cắn của chúng sẽ khiến da vô cùng ngứa ngáy. Những con bọ này cũng mang một loại ký sinh trùng nguy hiểm ảnh hưởng xấu đến hầu hết mọi người. Nếu bạn bị bọ hôn cắn, hãy đến gặp bác sĩ càng sớm càng tốt. Ong bắp cày Nhật Bản là loài ong bắp cày lớn nhất trên thế giới. Chúng có hoa văn sọc vàng và đen. Kích thước và hình dạng khiến chúng trở nên khác biệt với ong và tò vò. Ong bắp cày Nhật Bản lớn hơn và mỏng hơn ong nghệ và dài hơn nhiều so với tò vò. Những con ong bắp cày này tất nhiên sống ở Nhật Bản. Không, không phải Toledo đâu. Và chúng bay theo đàn lên tới 700 thành viên. Những người từng bị ong bắp cày Nhật Bản đốt ví họ có cảm giác như bị que cời than nóng đỏ đập vào. Nếu bạn không may bị loài côn trùng này đốt, hãy ngay lập tức gọi xe cấp cứu. Và trong khi chờ xe đến, hãy rửa vết đốt bằng nước lạnh. Nhện quả phụ đen là một trong những loài côn trùng nguy hiểm khét tiếng nhất ở vương quốc động vật. Có kích thước gần bằng một chiếc kẹp giấy. Các mảng đỏ hình đồng hồ cát trên bụng giúp bạn dễ dàng phân biệt loài nhện này. Loài này thường di chuyển một mình và có thể được tìm thấy ở các vùng ấm áp, trong những nơi khô và tối như tầng hầm hoặc nhà để xe. Quả phụ đen được coi là loài nhện độc nhất ở Bắc Mỹ. Nọc độc của chúng mạnh hơn của rắn đuôi chuông 15 lần. Kỳ lạ là vết cắn của quả phụ đen không gây đau đớn quá nhiều mà giống như bị kim châm, nhưng lại có thể khiến bạn bị bệnh nặng. Nếu bạn bắt gặp quả phụ đen trong tầng hầm nhà mình, đừng chọc tức nó vì loài này chỉ cắn khi bực bội. Nếu bạn bị cắn, hãy ngay lập tức gọi cấp cứu.
các chuyên gia y tế sẽ mang cho bạn thuốc kháng nọc độc của quả phụ đen để làm giảm các triệu chứng của vết cắn. Tò vò áo khoác vàng là một loài nguy hiểm có thể được tìm thấy trên khắp thế giới. Chúng được đặt tên theo hoa văn màu vàng và đen đặc trưng của mình. Chúng có sắc vàng neon nổi bật, sáng hơn nhiều so với tò vò bình thường. Tò vò áo khoác vàng sống thành từng đàn lớn và làm tổ trên cây, bụi rậm và thậm chí dưới lòng đất. Nếu bạn bắt gặp tổ của chúng, hãy từ từ tránh đi và cẩn thận để không đe dọa hay chọc tức lũ tò vò. Vết đốt của loài này chắc chắn không hề dễ chịu chút nào đâu. Trong khi hầu hết mọi người nghĩ rằng bọ cạp có liên quan đến cua và các loài giáp xác khác, thì thực chất chúng là một dạng côn trùng. Bọ cạp là một loại của lớp hình nhện, nghĩa là chúng có quan hệ họ hàng gần với nhện. Người ta thường tìm thấy chúng ở những vùng khí hậu khô, ấm như sa mạc. Bọ cạp thường xuất hiện vào ban đêm. Chúng là những sinh vật săn mồi nổi tiếng với khả năng đốt chớp nhoáng. Vết đốt của chúng mang đến cảm giác tương tự như bị tò vò đốt, nhưng nguy hiểm hơn nhiều. Người bị bọ cạp đốt sẽ bị tim đập nhanh và khó thở. Nếu bọ cạp đốt bạn, ngay lập tức rửa sạch vết thương, liên hệ với chuyên gia y tế để họ điều trị kháng nọc độc bọ cạp cho bạn. Chỉ có chưa tới 300 loài kiến lửa khác nhau trên khắp thế giới. Toàn bộ các loài đều có cùng cú cắn mạnh mẽ. Chúng là những côn trùng nhỏ bé di chuyển theo đàn lớn và có màu nâu nhạt đặc trưng gần như đỏ. Kiến lửa được tìm thấy nhiều nhất ở Mỹ và bị thức ăn thu hút. Chúng là những vị khách không mời, có xu hướng phá vỡ nhiều buổi dã ngoại. Khá giống mấy đứa cháu tôi. Cảm giác bị kiến lửa cắn cực kỳ ngứa ngáy nhưng không nguy hiểm lắm. Rửa vết cắn với nước lạnh sẽ giúp làm dịu cơn ngứa và vết cắn sẽ biến mất sau khoảng một tuần. Nếu bạn có phản ứng nghiêm trọng hơn việc bị ngứa ngáy thì hãy liên hệ ngay với bác sĩ. Ong mật là một trong những loài côn trùng mà chúng ta yêu quý nhất. Chúng thụ phấn cho hoa, tạo mật cho chúng ta ăn và nhìn chung là không làm phiền đến con người. Ong mật là loài côn trùng có tính xã hội cao, sống thành từng đàn lớn. Đáng ngạc nhiên là vết đốt từ một con ong mật bình thường lại có thể cực kỳ nguy hiểm đối với một số người, nhất là người cao tuổi. Nếu ong mật đốt bạn, hãy lập tức rút ngòi ra, nếu không nó sẽ cắm chặt trong da bạn. Rửa vùng bị ảnh hưởng bằng xà phòng và nước, vết đốt sẽ lành trong vòng một tuần. Nếu gặp phải tình trạng nghiêm trọng hơn, bạn nên liên hệ ngay với chuyên gia y tế. Tarantula hawk là loài côn trùng dài mỏng với đôi cánh màu rỉ sắt xinh đẹp và bộ râu màu vàng. Chúng thường được tìm thấy trong các khu rừng nhiệt đới trên khắp châu Á, châu Mỹ và châu Phi. Chúng có xu hướng sống một mình và đào sâu xuống đất làm tổ. Nếu bạn gặp Tarantula hawk, hãy nhớ lùi đi thật chậm rãi. Loài côn trùng này chỉ tấn công nếu chúng cảm nhận thấy mối đe dọa. Người ta cho rằng Tarantula hawk sở hữu một trong những vết đốt đau nhất thế giới. Cơn đau khi bị Tarantula hawk đốt cực kỳ dữ dội và kéo dài từ 3 đến 4 phút. Nhưng khi cơn đau này qua đi thì vết đốt không cần chữa khẩn cấp và sẽ tự lành. Ong bóp cày chiến binh là một loài dị biệt. Khác với các loài tò vò khác, ong bóp cày chiến binh không có sọc màu vàng nào mà đen tuyền. Đúng hơn là màu xanh than. Ah, ninja! Một số người gọi loài côn trùng này là ong bắp cày đánh trống. Khi một kẻ lạ đến gần, ong bắp cày đập cánh theo kiểu đồng bộ, giống như những người đánh trống trong ban nhạc diễu hành ấy. Ong bắp cày chiến binh thích khí hậu ấm áp và được tìm thấy trong các khu rừng mưa nhiệt đới của Nam Mỹ. Trong số tất cả các loài tò vò, ong bắp cày chiến binh có vết đốt gây đau đớn nhất. Khi bị đốt, bạn không can thiệp y tế khẩn cấp và sẽ tự khỏi trong vòng một tuần. Rết khổng lồ Amazon thường rình rập ẩn nấp khắp các vùng khí hậu nhiệt đới của Nam Mỹ và Caribe. Với màu đỏ đặc trưng, đó là loài rết lớn nhất trên thế giới và có thể dài tới 30cm. Rết khổng lồ có nọc độc nguy hiểm với các loài côn trùng khác và động vật nhỏ hơn, nhưng không nguy hiểm cho con người. Dù vậy, vết cắn của chúng vẫn khó chịu và gây cảm giác đau rát. Nếu bạn bị một trong những sinh vật này cắn, các triệu chứng có thể kéo dài từ vài giờ đến vài ngày. Nếu có phản ứng nghiêm trọng hơn, bạn biết phải làm gì rồi đó. Đến gặp bác sĩ nhé! Nước lạnh đang ngập đến cổ bạn, băng thì bao phủ xung quanh, bạn phải thoát khỏi đó. Khi bơi trong làn nước lạnh cóng, cơ thể của bạn có thể sẽ bị sốc một chút. Các phản xạ đến từ cơ thể có thể khiến bạn muốn thở hổn hển, nhưng đừng làm vậy, bạn chỉ cần cố hết sức để giữ cho đầu của mình nằm phía trên mặt nước mà thôi. Hãy vứt bỏ tất cả những vật nặng như ủng, áo khoác hoặc ba lô. Khi bạn chạm được băng thì đừng có chỉ mà cố nhảy ra ngoài, đây không giống hồ bơi đâu.
hãy cố khiến cơ thể nằm ngang ra và dùng đôi chân khỏe mạnh của mình để bơi trên mặt băng, rồi dùng bàn tay để kéo người của bạn ra. Khi bạn đã nằm trên bề mặt, hãy lăn khỏi mép nước, sau đó bỏ rồi bước đi. Nếu đang phiêu lưu khám phá thế giới hoang dã thì bạn có thể muốn chuẩn bị trước một số vật dụng đấy. Hãy tự làm đồ mồi lửa tại nhà. Đun nóng một ít nước trong chảo, đặt một hộp thủy tinh vào đó và đun tan chảy một ít paraffin bên trong. Sau đó, nhét một chút sơ vải từ hộp lọc máy giặt vào các ô trong hộp đựng trứng. Đổ paraffin vào từng ô, đợi cho đến khi tất cả đặc lại và cắt các ô trong hộp ra. Chỉ cần một anh chàng nhỏ bé này thôi là việc nhóm lửa đã dễ dàng hơn rất nhiều rồi. Chỉ nha khoa rất tiện dụng trong việc giúp bạn sinh tồn ngoài môi trường hoang dã. Bạn có thể dùng làm dây câu cá cùng với một nắp lon làm lưỡi câu, hoặc dùng sợi chỉ này để làm dây phơi quần áo bằng cách buộc lên hai cái cây. Dù trông có vẻ mỏng manh, nhưng một số sợi nhỏ có thể chịu đựng được tới 2,2 kg. Chỉ nha khoa cũng dễ bắt lửa, vì vậy nếu gặp khó khăn khi nhóm lửa thì bạn có thể tận dụng một vài sợi chỉ nha khoa đấy. Ngoài ra thì bạn có thể tự làm một sợi dây thừng chắc chắn từ chai nhựa nếu có mang theo một chiếc kéo sắt. Cắt bỏ phần cổ để biến chai thành một cái ly cao và ốm. Sau đó, hãy cắt chai giống cách bạn gọt cam, nghĩa là xoay tròn theo hình xoắn ốc. Hãy cố giữ đoạn vỏ chai được gọt ra có cùng độ dày, như thế thì sợi dây ấy sẽ dài và chắc hơn đấy. Bạn có thể dùng nó để buộc những cái que lại với nhau và làm lều, hoặc quấn cái dây này quanh ba lô, phòng khi ba lô bị rách. Dù đường có hại cho răng nhưng nó có một siêu năng lực khá là ngọt ngào đấy. Bạn chỉ cần đổ ít đường lên một mảnh vải là có thể dùng nó làm băng dán vết thương rồi đấy. Ngon lành. Muỗi đúng là đáng ghét, ấy vậy mà chúng lại ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên bạn có thể tự tay chế thuốc đuổi muỗi để đuổi những kẻ nhỏ bé đó ra xa đấy. Tất cả những gì bạn cần là một quả cam, một quả chanh hoặc bất kỳ loại trái cây họ cam quýt nào. Chúng chứa đầy loại tinh dầu mà muỗi không thể chịu nổi. Gọt một quả cam và trà vỏ trực tiếp lên da của bạn. Chỉ cần nhớ là trước đó hãy vỏ vỏ một chút để vỏ cam có thể tiết ra thứ tinh dầu quý giá của mình dễ dàng hơn. Một cách hiệu quả khác để ngăn chặn muỗi đó là cho chút vỏ cam vào đống lửa trại. Bằng cách này tinh dầu sẽ được giải phóng vào không khí. Bạn đang đói nhưng lại chẳng có gì để nhóm lửa sao? Hãy lôi hết đồ trong túi quần ra nào. Biết đâu trong túi lại có món đồ nào đó sẽ giúp bạn nhóm lửa thì sao? Nếu bạn có một cục pin và giấy gói kẹo cao su bằng kim loại thì hãy bắt tay vào việc nào. Cắt cho giải giấy gói mỏng nhưng vẫn đủ dài để nối giữa hai đầu của cục pin. Phần giữa của giải nên mỏng hơn phần đầu. Lấy một ít cỏ khô, cành cây con hoặc một ít giấy hay bất cứ thứ gì mà bạn định dùng để nhóm lửa. Giải giấy bạc sẽ bắt lửa ngay lập tức nên hãy nhớ là bạn phải chuẩn bị sẵn sàng nhé. Con người có thể sống cực kỳ lâu mà không cần đến thức ăn nhưng nước thì khác. Rất có thể nước tại nơi bạn đang đứng không an toàn để uống đâu. Tuy nhiên, bạn có thể tự làm một bộ lọc nước đấy. Và hãy cùng bắt đầu với một ngọn lửa nhé. Nước sôi dường như vẫn chưa đủ, nên ngay khi cho nguội thì hãy nghiền cho thành bột. Tuy nhiên, đừng dùng đại bất kỳ đống cho nào bạn tìm thấy trong rừng, trong đó có thể có kim loại chảy hay những thứ độc hại đấy. Sau đó, bạn cần một chai nhựa, cắt bỏ phần đáy và đâm một lỗ nhỏ trên nắp. Lật ngược chai lại, cho khoảng 7cm than vào chai, rồi từ từ và cẩn thận đổ nước vừa đun sôi vào. Nước nhỏ giọt đã sạch sẽ để uống rồi đấy. Nếu có cho trong nước thì hãy bọc một mảnh vải sạch quanh nắp để lọc thêm. Một miếng vải than sẽ rất hữu dụng nếu bạn bị lạc ở nơi hoang dã. Với mẹo này, bạn cần một hộp đựng bằng kim loại có nắp đậy. Đặt một mảnh vải bên trong đó, rồi để hộp đựng vào lửa trong vài phút. Và rồi vải sẽ hơi cháy đen, xung quanh các rìa nhưng vẫn còn nguyên vẹn. Một miếng vải than bắt lửa rất nhanh, ngay cả với những hòn đá lửa cổ điển. Nếu bạn từng đi bộ đường dài tại nơi sinh sống của loài chăn Nam Mỹ thì hãy nghe kỹ này. Tránh xa những con sông cạn ra vì bọn rắn khổng lồ này thích đi lại ở đó. Nếu chăn Nam Mỹ muốn siết chặt bạn thì đừng thở ra nhé. Mỗi lần bạn thở ra, con rắn lại siết bạn chặt hơn một chút. Tuy nhiên, chăn Nam Mỹ có một điểm yếu, chúng không thích bị cắn ở đuôi. Dù chẳng ngon lành gì nhưng điều này sẽ giúp bạn thoát chết đấy. Những trận tuyết lở cực kỳ kinh khủng. Vì vậy, hãy nhớ kỹ những mẹo này nếu lần sau bạn đang đứng trên dốc và có khả năng tuyết lở xảy ra. Trước hết, hãy che miệng của bạn lại, dùng khăn quàng cổ hoặc một loại trang phục khác để tuyết không đi vào miệng. Giữ một cánh tay thẳng trên đầu và đừng quên khoét một cái lỗ nhỏ trước mặt bạn.
Điều này sẽ giúp bạn thở trong khoảng nửa giờ. Hãy vứt bỏ những vật nặng mà bạn đang mang theo, dù nó có đắt đỏ đến đâu. Nhưng hãy chắc chắn là bạn giữ chặt ba lô của mình. Đó là một lớp bảo vệ bổ sung. Nếu thấy có bất kỳ cái cây nào thì hãy cố bám vào nó. Để bò lên lại mặt đất, hãy di chuyển như thể bạn đang bơi thẳng lên, dù sao thì tuyết cũng là nước. Nếu bạn bị kẹt trong một cái xe đang chìm thì đừng hoảng loạn, đồng thời đừng cố mở cửa ra. Áp lực nước từ bên ngoài quá mạnh, làm như thế sẽ chỉ lãng phí năng lượng quý giá mà cánh cửa ấy sẽ không mở ra đâu. Cách tốt nhất để thoát khỏi đó là qua cửa sổ. Hạ cửa sổ xuống và bơi nào. Nếu không phải là một tay bơi lội cừ khôi thì bạn có thể thử tạo ra một thiết bị nổi tạm thời, ví dụ như một cái túi bóng chứa không khí bên trong chẳng hạn. Hãy buộc túi lại thật chặt. Chai nhựa cũng ổn, nhưng một chai có lẽ sẽ không đủ đâu. Bạn cũng có thể dùng áo mưa hoặc một chiếc quần chống thấm nước hay một chiếc thùng rác lộn ngược cũng sẽ hiệu quả cực kỳ đấy. Nếu bạn gặp sự cố ô tô vào ban đêm ngoài rừng chẳng hạn, bạn cần ánh sáng để xem xét tình hình. Tất cả những gì bạn cần là một chai nước hoặc một cái bình, hay thậm chí một lọ dưa chua chứa nước. Chỉ cần buộc nó vào đèn pha và tèn ten, nước sẽ khuếch tán ánh sáng để bạn có thể nhìn rõ hơn. Mẹo này sẽ rất hoàn hảo để dựng lều khẩn cấp hoặc tìm củi để nhóm lửa. Lọ thủy tinh hay những lọ dưa muối rất tiện để đựng diêm. Nếu bạn đang cắm trại trong rừng thì việc cất trữ diêm tại những nơi khô ráo và an toàn sẽ rất quan trọng đấy. Để thuận tiện hơn nữa, hãy làm một cái nắp có thể đánh lửa. Cắt các dải ở mặt bên của hộp diêm và dán chúng lên nắp lọ thủy tinh. Trước khi tham gia chuyến phiêu lưu ngoài hoang dã hoành tráng tiếp theo, hãy đảm bảo rằng bạn có mang theo sô-cô-la đen. Sô-cô-la có lẽ là thức ăn dành cho việc sinh tồn ngon nhất và đồng thời cũng là một trong những loại tốt nhất. Nó chứa nhiều calo và giúp bạn thấy phấn chấn hơn. Ngoài ra, bạn cũng không cần nĩa, đĩa hay lửa để chế biến món này. Và mẹo cuối cùng của hôm nay đây mọi người ơi, bạn vẫn gặp khó khăn khi nhóm lửa sao? Túi khoai tây chiên mà bạn đã giấu khỏi mắt những người bạn cắm trại của mình sẽ hữu hiệu đấy. Ngày nay, khoai tây chiên làm từ ngô có mặt ở khắp mọi nơi. Ngoài hương vị thơm ngon và khả năng biến ngón tay của bạn thành một màu kỳ cục thì chúng có thể thành một công cụ nữa đấy. Bạn có thể dùng chúng để nhóm lửa. Loại khoai tây này khá dễ cháy nên hãy tạo ra một đống khoai nhỏ và chuẩn bị sẵn củi nào. Chúng sẽ bắt cháy chỉ trong vòng vài giây mà thôi. À, đẹp tuyệt! Bạn đang đi bộ với chiến hữu và nhìn lên bầu trời. Hôm nay mặt trời trông khang khác, như thể có một cái vòng xung quanh nó, kiểu như cầu vồng ấy. Ha, nhìn kìa! Anh bạn ngẩng đầu lên, rời mắt khỏi điện thoại của mình. Cậu đừng nhìn trực tiếp vào, dừng lại hết đi. Anh ấy nói, là quầng mặt trời đấy. Chúng mình phải tìm chỗ trú ngay, trừ khi cậu đã cầm sẵn chiếc ô lớn nhất thế giới rồi. Quầng mặt trời là dấu hiệu của tự nhiên cho thấy tuyết hoặc mưa bão sắp xảy ra. Quầng này hình thành do các đám mây làm từ vô số tinh thể băng nhỏ bay lơ lửng ở độ cao 6 km. Ánh nắng đi qua các tinh thể đó khiến ánh sáng bị tách ra và khúc xạ, giống như với cầu vồng. Giờ thì đừng nhìn thẳng vào quầng mặt trời, bạn sẽ thấy nó cuốn hút vì đây không phải là thứ bạn nhìn thấy hàng ngày. Thêm nữa là nó cực kỳ đẹp, nhưng tia cực tím có thể đốt cháy các mô phơi sáng của võng mạc và gây ra tổn thương nghiêm trọng, vì vậy không đáng đâu. Đeo kính râm vào và bạn có thể chiêm ngưỡng hiện tượng này rồi. Nó kéo dài khoảng 40 phút. Mây này chính là nguyên nhân tạo nên cái vòng kỳ quái thi thoảng bao quanh mặt trăng vào ban đêm. Thiên nhiên gửi các dấu hiệu sớm về thảm họa theo nhiều cách khác nhau. Cây hình chữ J có thể báo hiệu sắp có sạt lở đất. Vì mặt đất đang dịch chuyển chậm nên cây cối mọc theo dạng cong này. Hãy tìm một vùng đất bằng phẳng và tránh đến gần cây cối trừ khi bạn có sức mạnh của siêu nhân. Bạn đang đi dạo thư thái trên bãi biển, cát, mặt trời, chẳng một gợn mây trên bầu trời xanh. Sau đó không biết từ đâu bạn thấy nước rút ngược ra xa bờ. Đột nhiên bạn còn nhìn thấy cả san hô, cá nhỏ và các loài động vật nhỏ dưới biển. Đó là một dấu hiệu để bạn rời đi vì có khả năng là sóng thần đang tới. Sóng thần được hình thành khi có động đất ở dưới nước và nó có thể dội vào bờ với tốc độ 800 km/h. Sóng thần chủ yếu xảy ra ở Thái Bình Dương, nhưng sao phải mạo hiểm chứ? Nếu có một luồng nước lăn tăn trên bãi biển, hãy tránh ra xa. Có lẽ có một dòng chảy xa bờ cực kỳ nguy hiểm đang ở dưới mặt nước đấy. Đôi khi sóng đánh vào bờ theo một cách kỳ lạ, tạo thành dòng chảy xa bờ. Bạn sẽ nhìn thấy một khoảng trống kỳ lạ trên sóng hoặc các mảnh rong biển lan ra tứ phía. Nếu bạn bị cuốn vào dòng chảy xa bờ,
hãy cố gắng nổi lên và đừng phí sức để bơi ngược dòng nước. Hãy hét thật to để cầu cứu và cố trôi dọc theo bãi biển. Khi bạn thoát ra khỏi luồng nước, hãy bơi theo đường chéo vào bờ nhé. Nếu bạn đang ở dưới biển và thấy một đàn cá mập đang bơi lội tung tăng. Được rồi, viễn cảnh này nghe không dễ chịu chút nào. Chà, tin tốt là không nhất thiết chúng đến để sơi bạn đâu. Còn tin xấu ư? Có thể cá mập đang chạy trốn một cơn bão nhiệt đới lớn hoặc thậm chí là bão lốc. Cá mập có thể cảm nhận được hiện tượng này nên khi thiên nhiên nổi giận, chúng tụ lại thành nhóm và bơi xuống dưới biển sâu để tìm nơi an toàn. Có lẽ bạn không nên đi theo chúng đâu. Chúc may mắn nhé! Quy tắc vàng từ thời cổ đại đây. Làm theo các loài động vật. Côn trùng, chuột và rắn rời khỏi hang vài ngày trước khi động đất cực mạnh xảy ra. Các nhà khoa học không thể theo dõi hoặc giải thích làm sao chúng biết được chuyện sắp tới. Có vẻ như động vật cảm nhận được động đất hoặc do chúng cảm nhận được sóng xung kích khởi đầu nhỏ mà chúng ta còn không để ý đến. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn thấy các loài vật chạy về phía mình? Như thể có nghĩa là bạn sắp trở thành bữa sáng của chúng ấy. Hoặc phía sau chúng có một đám cháy rừng. Các loài lưỡng cư như ếch, cóc và kỳ rông cố gắng bảo vệ mình bằng cách chui xuống đất, số còn lại sẽ chạy đi. Trước khi bắt đầu chạy cùng chúng, hãy kiểm tra xem bạn có thấy khói hay không, vì bạn đâu muốn vắt chân lên cổ mà chẳng để làm gì. Chà, không chỉ động vật, chúng ta cũng có thể thấy các dấu hiệu cảnh báo. Ví dụ, nếu bỗng nhiên lông và tóc bạn dựng đứng, còn đồ trang sức rung lắc bất thường, hãy tìm chỗ trú ngay lập tức. Có khả năng sét sắp đánh vào một nơi gần đó. Nếu bạn đang ở ngoài trời và không thể chạy vào nhà, hãy đảm bảo là không đứng gần các tòa nhà cao tầng, nằm thẳng trên mặt đất, ở gần vũng nước, tìm chỗ trú bên dưới một cái cây đứng đơn lẻ, đứng ở không gian rộng lớn ngoài trời. Và đừng đứng trên đỉnh của tòa nhà Empire State, nơi đó bị sét đánh hàng trăm lần mỗi năm. Bạn có thích trượt tuyết không? Trò này thật thú vị và vui nhộn cho đến khi tất cả những gì bạn có thể thấy là màu trắng. Tuyết lở có thể di chuyển với vận tốc 130 km/h, nên hãy để ý đến các dấu hiệu cảnh báo nhé. Bạn có thấy rỗng xốp khi bước đi trên tuyết không? Có vết nứt nào xung quanh giày của bạn không? Bạn có thấy một trận tuyết lở lớn đang tới, chuồn lẹ thôi. Đôi khi, ánh sáng xanh của bão hòa vào ánh sáng đỏ từ mặt trời sẽ tạo nên màu xanh lá cây khá ấn tượng. Hãy ngắm nhìn từ một khoảng cách an toàn, tốt nhất là ở trong nhà. Đám mây rông cực cao này thường đồng nghĩa với việc sắp có mưa đá hoặc tệ hơn một cơn lốc xoáy. Hãy tìm chỗ nấp như trong bãi đậu xe ngầm hoặc dưới tầng hầm. Tuy nhiên nếu bạn nhận định sai thì sẽ hơi ngượng đó nha. Được rồi, chúng ta biết rằng núi lửa nguy hiểm, nhưng các hồ gần chúng thì sao? Có gì không phải là dấu hiệu cho thấy nguy hiểm không? Các hồ ở gần núi lửa sôi sùng sục mà không bao giờ nguội, giống như lon nước ngọt bị lắc mạnh, trực chờ vỡ tung ra. Thực chất, magma dưới lòng đất đẩy carbon dioxide xuống đáy hồ và khí cứ ở đó chờ đợi. Sau đó, ngay cả một thứ tẻ nhạt như mưa cũng có thể làm khuấy đảo cả hồ nước và bam hoặc bùm, bạn tưởng tượng ra rồi chứ. Lặn, bơi, lặn với ống thở. Biển thật tuyệt vời nhưng cũng thật khó đoán. Khi hai hệ sóng chạy về phía nhau, chúng có thể tạo nên biển giao nhau. Nhìn từ xa trông nó khá đẹp nhưng lại rất nguy hiểm cho người bơi lội, người lướt sóng và cả tàu thuyền nữa. Có một dòng nước rất mạnh đang di chuyển dưới mặt nước đấy nhé. Bạn đang đi dạo trên bãi biển, dường như mọi câu chuyện hay đều bắt đầu như thế này, thì đột nhiên, một cái hàng này. Thật tuyệt phải không? Bạn đi vào đó khám phá một chút và không. Nếu trăng tròn xuất hiện, bạn sẽ không thể ra khỏi hang được. Trăng tròn ảnh hưởng khiến thủy triều thấp hơn bình thường. Vào trong hang khá là dễ, nhưng thay vì một cuộc phiêu lưu thú vị, bạn lại có nguy cơ bị mắc kẹt trong ấy cho đến kỳ trăng tròn tiếp theo. Hãy mang một hộp cơm to nhé. Mây tường là một trong những thứ khiến bạn vừa phấn khích vừa sợ hãi khi nhìn thấy. Sợ vì bạn không biết nó là gì, phấn khích vì chà, lâu lâu bạn mới thấy cảnh này mà. Dù cảm thấy thế nào, hãy bảo chân bạn chạy ngay đi. Trong cơn giông bão, mây tường xuống thấp hơn bất cứ thứ gì và có thể dài tới 8 km. Và nếu mây bắt đầu quay, chà, cô bé Dorothy bị cuốn đến xứ Oz, ai mà biết bạn sẽ bị cuốn đến đâu cơ chứ. Đó là vào năm 2009 ở Ý. Một người đàn ông đang loay hoay trong bếp ở nhà mình thì thấy các đốm sáng nhấp nháy. Anh biết mình phải làm gì. Anh đưa cả gia đình đến một nơi an toàn. Vài giây sau, một trận động đất lớn đã xảy ra trên toàn khu vực. Cả gia đình sống sót nhờ phản ứng nhanh nhạy của anh. Anh biết ánh sáng nhấp nháy chính là dấu hiệu của một trận động đất sắp xảy ra. Từ lâu rồi mọi người vẫn nhìn thấy ánh sáng bí ẩn này,
một số còn cho rằng đó là tín hiệu từ không gian nữa kìa. Trước đây các nhà khoa học không coi trọng ánh sáng này, nhưng sau khi con người phát minh ra nhiếp ảnh, bằng chứng về ánh sáng kỳ lạ này ngày càng xuất hiện nhiều. Chẳng bao lâu họ nhận ra mối liên hệ. Ánh sáng xuất hiện và chẳng mấy chốc động đất xảy ra. Sau các cuộc khai quật, họ đã nhìn thấy các ghi chép về ánh sáng động đất từ hàng trăm năm trước. Có những ngọn lửa xanh nhạt bùng lên trên mặt đất ngay trước một trận động đất. Ồ, rùng rợn quá. Ồ, đại dương, thôi nào, lại nữa sao? Được rồi, thêm một hiện tượng nữa thôi đấy. Nếu bạn thấy đại dương chuyển sang màu nâu đỏ, đừng xuống nước hoặc đến gần vùng nước. Thủy triều đỏ là do tảo độc gây ra và là thứ bạn có thể tìm thấy trên khắp thế giới. Tảo độc vẫn có thể ở trong nước ngay cả khi đại dương có màu bình thường. Thứ đó phủ lên người bạn sẽ gây ra các vấn đề về sức khỏe. Hãy tắm sạch với nước ngọt càng nhanh càng tốt nhé. Bạn đang đi bộ về phía làn nước xanh trên bãi biển, nhưng bạn cảm thấy hôm nay có điều gì đó rất khác lạ. Nước có màu xanh lá sáng và một mùi hăng khó chịu của trứng thối xộc lên mũi bạn. Bạn có nên đến gần hơn để quan sát hiện tượng bất thường này không? Dừng lại ngay trước khi quá muộn nào. Thứ bạn đang thấy được gọi là tảo nở hoa có hại, hay còn gọi là tảo nở hoa, và việc đến gần là một ý tưởng rất tồi. Đây là hiện tượng ra hoa của loài tảo có thể tạo ra khí độc nguy hiểm. Nó là thứ làm cho các khu du lịch đã từng nổi tiếng trở nên hoang vắng và cực nguy hiểm. Bạn có thể sẽ thấy một thứ trông giống như bọt màu xanh lai giữa xanh dương và xanh lá trôi trên hoặc ngay dưới mặt nước khi đến bãi biển hoặc bờ hồ. Cũng có thể loại bọt ấy có màu tương tự những vệt sơn màu xanh lá sáng. Một hiện tượng ra hoa khác được gọi là thủy triều đỏ, có thể khiến nước có màu nâu hoặc đỏ. Dù sao đi chăng nữa, một khi bạn thấy một thứ hiện tượng như vậy thì hãy cố gắng tránh xa, kiểm soát sự tò mò của mình lại và đừng khám phá cái gì cả. Khi tảo phân hủy, các túi khí hydro sulfur độc hại sẽ bị giữ lại dưới lớp vỏ. Nếu lỡ dẫm phải một túi khí như vậy thì bạn sẽ khiến khí thoát ra và có thể vô tình hít phải. Như thế là đủ để phát biểu rằng chuyện này sẽ có một kết thúc bi thảm đấy. Tại một số bãi biển, nhân viên vệ sinh chất tảo thành đống trên xe rác và đưa chất độc hại này tới các trung tâm đặc biệt. Ở đó, công nhân làm khô tảo biển và vứt nó đi. Nhưng đôi khi, các trung tâm này phải tạm thời đóng cửa. Tảo trộn lẫn với cát và bùn bốc mùi gây ra một loại mùi rất kinh khủng khiến người dân địa phương không thể ngủ được. Có 3 loại tảo nguy hiểm có thể tụ thành tảo nở hoa có hại, đó là vi khuẩn lam, tảo đơn bào hai roi và tảo cát. Cả 3 loại tảo này đều được tạo thành từ các dạng sống trôi nổi cực nhỏ, sử dụng ánh nắng để tạo thức ăn cho riêng mình. Hiện tượng tảo ra hoa màu xanh dương lai xanh lá là do vi khuẩn lam. Chúng tạo ra những chất độc nguy hiểm có thể phá hủy các mô thần kinh. Hiện tượng này có khả năng trở nên tồi tệ đến mức các nhà máy xử lý nước không thể loại bỏ được độc tố. Do vậy, người dân địa phương được khuyến cáo rằng không nên sử dụng nước máy. Tảo đơn bào hai roi và một loại tảo cát chịu trách nhiệm gây ra thủy triều đỏ. Chúng xuất hiện chủ yếu ở các vịnh biển. Các điều kiện giúp tảo đỏ nở hoa đó là nước phải ấm, mặn và giàu chất dinh dưỡng. Tảo nở như vậy giải phóng một lượng lớn các chất độc khác nhau. Ở Texas, thủy triều đỏ từng xảy ra một lần mỗi thập kỷ, nhưng hiện tại hiện tượng này xảy ra 3 năm một lần. Ở Florida, sự ra hoa của tảo đỏ xuất hiện hàng năm. Các loại tảo cát mảnh và dài cũng có thể sinh ra những loại chất độc hại đối với con người. Nhưng điều tệ hơn đó là nếu một số loài động vật có vỏ như ốc móng tay ăn phải một số lượng lớn các sinh vật phù du này thì chúng trở nên độc hại. Đó là lý do tại sao món ốc này có thể gây ra tai nạn khôn lường đấy. Bởi vậy mà nước biển thường phải được giám sát. Nếu mức độ độc tố trở nên quá cao, các bãi biển sẽ đóng cửa để thu thập động vật có vỏ. Hiện tượng tảo nở hoa gây hại có thể kéo dài trong vài ngày đến vài tháng. Chúng khiến nước mất đi oxy, vì thế sinh vật biển biến mất. Nhưng mọi thứ còn trở nên tồi tệ hơn khi vi sinh vật bắt đầu phân hủy tảo vào cuối thời kỳ nở hoa. Oxy được tiêu thụ nhiều hơn trong quá trình này nên không có loài cá nào có thể sống sót. Hiện tượng này khiến cho những vùng nước khổng lồ mất hết oxy và không có bất kỳ loại thực vật hoặc động vật nào có thể sinh sống ở đây. Sự ra hoa của tảo có hại xuất hiện ở những vùng có quá nhiều chất dinh dưỡng trong nước, và phần lớn các chất dinh dưỡng này đến từ nông nghiệp và các ngành công nghiệp khác. Thêm vào đó, gió mùa đã trở nên ấm hơn và mang theo nhiều hơi ẩm hơn. Điều kiện này cho phép tảo tụ lại và gây ra những hiện tượng nở hoa cực lớn.
Một vài trong số đó trở nên lớn đến mức chúng ta có thể nhìn thấy những vòng xoáy dày màu xanh lá cây từ ngoài không gian. Tuy nhiên, không phải hiện tượng tạo nở hoa nào cũng có hại. Một số loại chỉ gây ra mùi vị khủng khiếp, thay đổi màu sắc hoặc tạo ra mùi khó chịu cho nước. Thật không may, bạn sẽ không thể phân biệt tảo độc với những loại vô hại nếu chỉ xét trên bề ngoài của chúng. Tảo không phải là sinh vật nguy hiểm duy nhất có vẻ ngoài vô hại. Dưới đây là những cư dân biển khác mà bạn không bao giờ được chạm vào. Sứa Irukandji được tìm thấy ở Úc và trông rất nhỏ nhắn cũng như hoàn toàn vô tội. Nhưng đây chỉ là vẻ ngoài đầy lừa dối của nó mà thôi. Loài sinh vật chỉ to bằng ngón tay cái của con người này cực kỳ nguy hiểm. Mùa đốt kéo dài từ tháng 11 đến tháng 5. Trong mùa này, hàng nghìn bãi biển bị đóng cửa vì những sinh vật tí hon ấy. Điều khiến sứa đặc biệt nguy hiểm chính là kích thước bé xíu của chúng. Bạn sẽ chẳng thể nhận ra khi chúng đang bơi. Bạch tuộc đốm xanh không chỉ trông vô hại mà còn đẹp đến lạ lùng. Nhưng đừng để vẻ ngoài ấy đánh lừa bạn. Bạn sẽ không muốn làm phiền sinh vật dài 20cm này đâu. Nó mang đủ nọc độc để hạ gục 26 người trưởng thành chỉ trong vài phút. Và một khi con vật ấy cảm thấy bị đe dọa, thì bạn có thể đoán được kết quả rồi đấy. Tuy nhiên, khi ở một mình, bạch tuộc lại vô cùng ngoan ngoãn. Sứa hộp khét tiếng được đặt tên theo hình dạng cơ thể hình khối của nó và sống ở Ấn Độ Dương lẫn Thái Bình Dương. Hãy tránh xa sinh vật có chiếc chuông hình vuông và những cái xúc tu dài đùng đưa đó nha. Và ngay cả khi bạn chỉ nhìn thấy một cái xúc tu duy nhất mà không đi cùng con sứa nào thì cũng đừng đến gần hoặc chạm vào nó. Sứa hộp có thể cao tới 3 mét và mỗi xúc tu của nó có khoảng 500.000 cái móc cực nhỏ để phóng nọc độc. Không giống như các loài sứa khác, sứa hộp là động vật săn mồi. Chúng có thể bám chặt lấy bạn bằng cách quấn các xúc tu mảnh mai quanh chân tay hoặc cơ thể bạn. Với sự nguy hiểm vô cùng của loại nọc độc này, đây hẳn không phải là một trải nghiệm thú vị đâu. Sao biển có gai có tên như vậy vì những chiếc gai độc bao phủ toàn bộ cơ thể của nó. Là loài sao biển lớn thứ hai trên thế giới, cơ thể của nó có thể phát triển đến đường kính lên tới 51cm. Chúng ăn rất nhiều san hô. Một con sao biển đói thôi cũng có thể tiêu thụ hơn 9m2 san hô trong vòng một năm. Sinh vật này cũng có xu hướng sinh rất nhiều con. Chúng đẻ hơn 500 triệu quả trứng cùng một lúc. Trời đất, hơi nhiều quá đấy nhỉ? Cá lúi chấm xanh khá nhỏ và chủ yếu sống ở vùng nhiệt đới của Ấn Độ Dương và phía Tây Thái Bình Dương, gần các rạn san hô. Nó có chiều ngang không quá 35cm và sinh vật này có màu sắc nổi bật, màu vàng với các đốm màu xanh dương sáng trên cơ thể cùng những sọc xanh trên đuôi. Nhưng dù là loài vật này có đẹp đến đâu thì cũng nhớ rằng chúng rất nguy hiểm. Chúng có thể khiến bạn bị thương với những chiếc gai có nọc độc ở đuôi. Bạn có thể bắt gặp cá sư tử ở Nam Thái Bình Dương và vùng biển Caribe. Tuy nhiều người vẫn lo ngại, nhưng chúng ta vẫn có thể chế biến loài này để ăn. Sinh vật này khá là nguy hiểm khi chúng còn sống. Bạn có thể vô tình bị những chiếc vây sắc như kim chứa nọc độc của chúng đốt. Nếu là một người đam mê sưu tầm vỏ ốc thì hẳn bạn đã biết rõ hình dạng của loài ốc nón rồi, dài khoảng 10cm. Con ốc này trông có vẻ dễ thương và ngây thơ, nhưng vẻ ngoài này chỉ là một điều dối trá, đặc biệt nếu bạn đang đối mặt với một loài ốc nhiệt đới. Hãy tưởng tượng rằng bạn tìm thấy một chiếc vỏ xinh xắn và nhặt nó lên. Bạn đâu có sợ gì vì đôi găng tay lặn của bạn chính là lớp bảo hộ hoàn hảo rồi. Nhưng ốc nón có những chỗ lồi nhỏ như kim có thể được đẩy ra từ miệng và chúng chứa đầy chất độc ảnh hưởng đến thần kinh gây chết người. Những cái lao này có thể dễ dàng xuyên qua lớp vải của bộ đồ lặn. Nhưng điều tồi tệ nhất là nọc độc có chứa chất giảm đau nên bạn sẽ chẳng nhận ra là mình đã bị đốt. Nhím biển hoa đã được ghi vào sách kỷ lục Guinness với tư cách là loài nhím biển nguy hiểm nhất hành tinh. Sinh vật này sống ở Ấn Độ và Tây Thái Bình Dương. Và dù một chú nhím biển hoa trông giống như những thứ mà bạn thích ngắm nghía trong bể cá của mình thì đừng bao giờ chạm vào nó. Nhím hoa có đủ nọc độc để khiến kỳ nghỉ của bạn trở nên vô cùng khó chịu hoặc ngắn lại đấy. Cá mặt quỷ, loài cá có độc nhất thế giới, rất biết cách ngụy trang. Ôi trời, nó có thể hòa vào môi trường xung quanh tốt đến nỗi bạn sẽ không nhận ra ngay cả khi bạn đang cực kỳ chú ý. Điều này khiến việc dẫm lên con cá này rất dễ dàng. Một khi sinh vật ấy cảm thấy bị đe dọa, ví dụ như lúc bạn vô tình dẫm vào nó, thì nó sẽ mở rộng các gai có nọc độc mọc dọc theo lưng. Càng nhiều áp lực, cá càng tạo ra nhiều chất độc. Sinh vật này vẫn nguy hiểm ngay cả khi được đưa lên khỏi mặt nước.
cá kim Indonesia không có nọc độc, không có răng sắc nhọn và sẽ tránh xa bạn nhất có thể. Sự nguy hiểm nằm ở hình dạng cơ thể của con cá. Xét cho cùng thì không phải tự nhiên mà người ta gọi nó là kim. Cá kim bơi gần mặt nước. Trong trường hợp nguy hiểm, chúng tung cơ thể lên khỏi mặt nước và tốc độ của chúng có thể đạt tới 60 km/h. Bộ hàm dài sắc nhọn của chúng biến chúng thành những ngọn giáo bay. Cá sọc đuôi gai có tên như vậy là do các gai mọc gần góc đuôi của nó. Khi cảm thấy nguy hiểm, con cá sẽ di chuyển đuôi để lội những chiếc gai hình dao mổ nọ. Nếu không nhanh chóng rời đi, bạn có thể bị cắt rứt đầu đấy. Hãy nhớ rằng một số loài cá sọc đuôi gai cũng có nọc độc nha. Này, chúc bạn có một ngày vui vẻ trên bãi biển. Bạn đang đi bộ dọc theo bờ sông, làn nước lăn tăn gợn sóng thật yên bình làm sao. Và kia, ánh mặt trời Georgia nóng bỏng đang dội xuống cổ bạn. Đó là lúc bạn nhận thấy một thứ gì đó là lạ trên mặt đất. Thứ ấy trông giống như một đồng xu màu đen có hoa văn kỳ lạ. Bạn cúi xuống để nhìn kỹ hơn. Đó có phải là đồng xu không nhỉ? Cái thứ đen đen này trông giống như một con dấu cổ xưa có khắc một biểu tượng bên trên. Có lẽ nó xuất phát từ một nền văn minh đã biến mất từ lâu. Bạn có thể bán nó và kiếm được bộn tiền đấy. Bạn khuỵ một gối xuống để nhặt cái kho báu mình vừa tìm thấy. Ngay khi chạm vào nó, bạn rụt tay và cảm thấy kinh hãi. Nó rất lông lá. Bạn lại đến gần để nhặt nó lên lần nữa. Bạn ấn móng tay xuống mảng đất xung quanh để kéo nó lên khỏi mặt đất. Và rồi, nó di chuyển. Bạn sợ hãi, tim đập thình thịch và mạnh đến mức bạn có thể cảm thấy nhịp đập trong đầu mình. Nỗi sợ hãi chuyển thành kinh hoàng khi đồng xu ấy ngọ ngoại khỏi mặt đất. Nó không phải một kho báu cổ xưa mà là một con nhện khổng lồ. Chính xác hơn thì nó là một con nhện cửa sập. Thứ cứng cáp trông như đồng xu trên lưng loài này đóng vai trò như một tấm chắn. Mối kinh hoàng tám chân kia đào bới và đậy chặt cái lỗ vừa vào như một cái nút chai để kẻ thù đang đói hay những sinh vật khổng lồ đang thất thần như bạn không thể tiếp cận chúng. Loài nhện này có nọc độc nhưng vết cắn của nó không độc đối với con người. May mắn thật đấy. Tuy nhiên, bạn vẫn sẽ cảm thấy được vết cắn đó. Tốt nhất là hãy tránh xa những chiếc nanh to trông như cái cọng kìm đó đi nào. Ouch! Chà, vậy là bạn chẳng giàu lên được rồi. Có lẽ vận may đang đợi cho bạn ở bán đảo Baja California của Mexico. Bạn đang đi trên mặt đất khô cằn thì nhìn thấy một dải trắng dài ngoằng phía trước. Bạn đến gần và nghĩ, trông giống như một con sâu siêu dài vậy. Nhưng nó không di chuyển như bất kỳ con sâu nào bạn từng thấy cả. Và rồi bạn thấy rằng nó có cánh tay và cả một cái đầu nữa. Sinh vật nhợt nhạt với đôi mắt đen lấy này là thằn lằn chuột chuỗi Mexico. Nó sống trong lòng đất và ăn tất cả các loại côn trùng và mối ở đây. Nó hiếm khi ra ngoài nên bạn rất may mắn khi được chiêm ngưỡng loài bò sát kỳ lạ này đấy. Bây giờ bạn đang ở tại một khu rừng nhiệt đới ở đông bắc Úc. Phía trước, khuất giữa những cái cây, bạn thấy một thứ gì đó to lớn và tròn. Nhân vật bí ẩn có bộ lông đen này đang nằm dài trên mặt đất. Ban đầu, bạn nghĩ đó là một con gấu đang cuộn mình ngủ. Nhưng ở Úc, làm gì có gấu cơ chứ? Bạn đang tiến gần hơn thì một cành cây đâm vào chân bạn. Con vật đó nghe thấy và đứng dậy. Nó quay sang nhìn bạn và giờ bạn mới nhận ra được đây là một con chim kỳ lạ và xinh đẹp. Bộ lông đen của nó dày, dai và mượt mà. Loài chim đáng sợ này có cái đầu màu xanh dương sáng cùng với một chiếc sừng lớn. Nó đứng trên đôi chân to khỏe có móng vuốt sắc như dao găm và bàn chân của chúng dài có thể bằng bàn tay bạn luôn đấy. Nếu bỏ lớp lông đó đi thì rất có thể bạn sẽ nhầm loài này với khủng long Velociraptor đấy. Con chim này có tên Cassowary. Đây là loài chim nguy hiểm nhất trên thế giới. Nó có thể nhảy thẳng qua đầu bạn nếu nó muốn. Chắc chắn là đủ cao để đá vào ngay ngực bạn. Và cú đá của nó mạnh đến mức có thể làm gãy xương chúng ta. Đó là chưa kể đến những cái móng vuốt có thể cắt mọi thứ mượt như cắt bơ. Loài chim này được sinh ra là để săn bắt các loài khác cũng như tránh bị săn đuổi. Đừng hòng nghĩ đến việc bỏ trốn, trừ khi bạn cũng có thể chạy nước rút với vận tốc 48 km/h. Lặn nước cũng không cứu được bạn đâu. Con chim này là một vận động viên bơi lội cừ khôi. Tốt hơn hết là hãy chậm rãi lùi lại và hy vọng nó không đuổi theo bạn. Một ví dụ khác nữa cho việc chĩa mũi vào chuyện của người khác chính là kiến gấu trúc. Cái tên khá hiển nhiên rồi nhỉ. Loài này có màu đen trắng và lông giống như loài gấu gặm trúc dễ thương nọ. Con côn trùng nhỏ lông lá này sống tại các khu rừng thuộc Chile. Nhưng đừng nuôi con kiến nhỏ lông tơ này làm thú cưng nha. Thứ bạn đang nhìn chẳng phải là kiến đâu. Đó là một loài thuộc nhóm ong bắt cày đấy.
Màu đen và trắng của nó có nhiệm vụ cảnh báo các loài khác về vết chích khủng bố của loài côn trùng này. Và nếu điều đó là chưa đủ để khiến bạn lùi bước, thì ong bắt cày sẽ phát ra một thứ tiếng kèn kẹt. Nghe thì có vẻ dễ thương, nhưng âm thanh ấy đồng nghĩa với một vết chích đau đớn đấy. Loài côn trùng này là những kẻ cô độc, không sống thành đàn và không có tổ. Chúng cũng là ký sinh trùng. Kiến gấu trúc cái đẻ trứng bên cạnh ấu trùng của một loài côn trùng khác. Sau đó, các con non nở ra và ăn ấu trùng của loài mà chúng ở nhờ. Chắc chắn bạn đã từng nhìn thấy những con bọ trông giống như lá và cành cây rồi nhỉ? Nhưng còn một sinh vật trông giống như bông hoa lan xinh đẹp thì sao? Bạn có thể nhìn thấy loài hoa thơm này trong rừng hoặc trên cánh đồng xanh giữa các loài cây khác. Nhưng hãy đảm bảo rằng thứ mà bạn nghiêng người để ngửi là một loài hoa nha. Nếu không thì rất có thể bạn sẽ bị một con bọ ngựa cầu nguyện cắn đấy. Bọ ngựa hoa lan rất khó để nhận dạng nếu chúng đứng giữa các bông hoa lan. Nó có màu hồng sữa với chân và móng vuốt trông giống như những cánh hoa nhỏ. Nó dùng sự tương đồng này để ẩn mình khỏi những kẻ săn mồi và để săn các loài côn trùng thích loài hoa này. Khi một con bướm hoặc ong bay đến chỗ của bông hoa thì một trong những cánh hoa sẽ bắt đầu di chuyển. Hành động này vượt qua như một cơn gió đối với những con côn trùng kia. Nhưng rồi cánh hoa biến ngay thành một cái càng sắc như dao và bất ngờ tóm lấy con côn trùng. Bây giờ hãy tưởng tượng rằng bạn đang ở trong khu rừng rậm Costa Rica. Bạn nhìn thấy một con rắn nâu đang ngự trên cái cành cây nằm ngay trước mặt bạn. Trông như thể con rắn sắp tấn công vậy. Bạn muốn chạy càng xa càng tốt, nhưng lại để ý thấy rằng nó lại rất ngắn và con rắn ấy cũng không tấn công bạn. Bạn chờ đợi nhưng con rắn vẫn nhìn bạn chăm chăm. Nó còn chẳng rít lên. Thật may cho bạn, nó sẽ không bao giờ cắn vì nó không phải là rắn mà là một con sâu bướm. Bướm diều hâu voi có thể thay đổi hình dạng cơ thể để trông giống một con rắn đáng ngại. Cách ngụy trang này dễ dàng xua đuổi bất kỳ kẻ thù đang đói nào. Màu và hoa văn trên da mô phỏng vảy và mắt của một con rắn. Loài côn trùng này cũng biết cách di chuyển giống như bò sát. Nó quả là một bậc thầy về ngụy trang. Hãy ra khỏi khu rừng nóng nực và đi đến Trung Âu nào. Bạn đang đi lại giữa một đồng xanh đầy nắng chói chang. Những bông hoa khoe sắc nở rộ, chim hót vang, còn ong thì vò ve. Trong số những con ong đó, một vài con thực ra lại không giống như vẻ ngoài của chúng đâu. Bạn sẽ khó phân biệt được những kẻ mạo danh. Nếu quan sát thật kỹ, bạn sẽ thấy ruồi ong vàng đang di chuyển trên không. Nó trông giống như ong nghệ, nhưng lại là kẻ thù không đội trời chung của loài ong này. Ruồi ong vàng lẻn vào tổ ong và đẻ trứng trong đó. Ấu trùng của nó nở ra rồi ăn ong và mật hoa. Màu vàng và đen cho phép kẻ xâm nhập không bị phát hiện. Đặc điểm ngụy trang cũng khiến kẻ thù tránh xa chúng. Sẽ chẳng có loài nào dám động vào con ruồi này nếu chúng nghĩ mình sẽ bị ong nghệ đốt. Điểm tiếp theo trong hành trình của bạn là khu rừng nhiệt đới ở miền Nam Thái Lan. Bây giờ hãy hết sức cẩn thận và coi chừng bước chân của mình nha. Không phải vì con vật tiếp theo có độc hay cắn bạn, mà vì bạn có thể vô tình giẫm phải nó. Những chiếc lá trên cây đã rụng xuống đất và chuyển sang màu nâu xám. Và sẽ rất khó để phân biệt được ếch sừng mũi dài giữa đống lá này. Hình dạng cơ thể, màu sắc và đặc biệt là các gai nhọn mọc phía trên mắt đã cho phép loài lưỡng cư này ẩn mình hoàn hảo giữa lớp lá rụng. Con ếch này có thể ngồi hàng giờ liền để chờ bữa ăn tiếp theo đến đủ gần để xịt. Bây giờ bạn đang ở trong một khu vườn. Bạn nhìn thấy một bông hoa đẹp tươi rói và một con chim nhỏ bay lượn gần đó. Con chim vỗ cánh nhanh đến mức việc quan sát nó là rất khó khăn. Và chiếc mỏ dài mỏng như kim khiến bạn ngay lập tức cho rằng mình đang nhìn thấy một con chim rồi. Nhưng ngay khi đến gần hơn, bạn nhận ra đây không phải là một con chim mà là một loài côn trùng. May mắn thay, bướm ruồi đuôi xù không có nọc độc và cũng không đốt. Nó chỉ là một sinh vật nhỏ đáng yêu sẽ trang trí cho khu vườn với sự hiện diện của mình. Nhiều người còn trồng các loại cây giàu mật hoa để thu hút những con bướm ruồi này. Ý này cũng hay đấy nhỉ? Đó là một tối thứ năm, trời mưa và bạn cuộn tròn trên ghế bành với một tách sô-cô-la nóng và một video mới của Sai Sáng. Đột nhiên bạn thấy một cái bóng đáng sợ phía trên mình. Có một con quái vật trên tường với 100 chân và râu trên đầu. Bạn vừa gọi 911 vừa gọi mẹ. Khi bạn đang nghe điện thoại, vị khách này di chuyển với tốc độ cực nhanh. 2 giây sau bạn không còn có thể nhìn thấy nó nữa. Bạn lấy cây lau nhà và trốn vào trong tủ quần áo của mình. Với đôi tay run rẩy, bạn mở trình duyệt và gõ quái thú đáng sợ bên trong nhà tôi. Bạn lướt rồi cũng tìm thấy đúng loại. Dết nhà. Hóa ra nó chỉ có 15 cặp chân, 2 mắt phát triển tốt
và hai chiếc râu dài nhạy bén để tiếp nhận mùi và rung động thôi. Những chiếc chân nằm ở đầu và gần miệng mang nọc độc, và rết có thể dùng chúng như thòng lọng để giữ nhiều hơn một con mồi. Tất cả điều này làm cho vị khách của bạn trở thành một thợ săn xuất sắc. Bằng cách nào đó, tất cả các trang web bạn đang xem đều nói rằng hãy để con quái vật yên và vui vẻ khi nó ở trong nhà của bạn. Rất nhiều người đang cố gắng loại bỏ chúng, nhưng rết nhà là loài kiểm soát côn trùng tự nhiên và miễn phí trong nhà bạn đấy. Chúng sẽ giúp bạn đuổi bọ, ruồi, kiến, bướm đêm, nhện, mối và gián. Bạn, một con người, chỉ đơn giản là không nằm trong thực đơn của chúng thôi. Chúng là những kẻ săn tích cực vào ban đêm và không để lại mạng nhện hay bẫy ở bất cứ đâu. Chúng cũng không xây tổ trong nhà và không nhấm nháp đồ đạc, quần áo, thức ăn hoặc vật nuôi của bạn. Chúng di chuyển mà không tạo ra âm thanh và không để lại bất kỳ vết bẩn nào. Rết nhà không mang bất kỳ loại bệnh nào và chúng ra ngoài 99% vào ban đêm khi bạn không thể nhìn thấy chúng. Chúng luôn đi vòng quanh để tìm kiếm con mồi. Bởi vì chúng di chuyển nhanh chóng, bạn sẽ khó mà thấy chúng. Chúng sẽ chỉ cố cắn bạn nếu bạn tấn công chúng trước. Ngay cả như thế, chúng cũng không thể cắn xuyên qua da. Cảm giác như bị ong đốt, không có gì quá ghê gớm. Điều này nghe có vẻ đầy hứa hẹn và bạn gần như đã sẵn sàng để ra khỏi chỗ ẩn nấp của mình. À, bạn la oai oái. Nó lại ở đó. Nhanh, bạn vẫn không cảm thấy thoải mái khi chia sẻ ngôi nhà của mình với sinh vật nhiều chân này. Bạn lấy một cái lọ và một tờ giấy. Nó đang chạy khắp phòng, ở dưới giá sách. Chờ nó chạy lên tường, bạn tắt đèn để cảm thấy thư giãn hơn. Nó vẫn còn sống. Và vậy là xong. Bạn mang nó ra ngoài và hy vọng nó vẫn sẽ làm công việc kiểm soát côn trùng ngoài đó. Bạn quyết định bảo vệ ngôi nhà khỏi bất kỳ vị khách không mong muốn nào khác. Vậy rết nhà rất thích độ ẩm và nhất là thích đi chơi trong phòng tắm và tầng hầm. Bạn xuống cầu thang và lấp đầy tất cả các khoảng trống trên sàn và trên tường. Bạn kiểm tra tất cả các đường ống trong phòng tắm và nhà bếp xem có rò rỉ không. Hoàn hảo, giờ đã đến lúc ra ngoài và loại bỏ cành lá khô rồi. Rết thích trốn trong đó. Quả là một đêm bận rộn, bạn xem tivi một lúc. Úi giời, đúng là quái vật. Đó là một con nhện ăn chim. Loài nhện lớn nhất trên thế giới và cũng giống như rết nhà, nó trông đáng sợ hơn so với thực tế. Chế độ ăn của nhện ăn chim bao gồm côn trùng, ếch và động vật gặm nhấm. Nó sống ở miền Bắc Nam Mỹ. Mặc dù có kích thước khổng lồ nhưng nọc độc của nó không thể làm tổn thương con người, không hơn một vết ong đốt là bao. Khách mời tiếp theo của chương trình là cá nhám voi. Rõ ràng chúng không phải côn trùng mà là loài cá, và cá mập lớn nhất trên thế giới. Lớn hơn xe buýt 2 tầng một chút và nặng bằng 5 con voi. Chúng có 300 chiếc răng nhỏ trong miệng và dùng răng ấy để ăn sinh vật phù du và cá thông thường. Cá nhám voi là loài bơi chậm và hiền lành nhất trong số các loài cá mập. Chúng còn chơi với thợ lặn nữa. Trên thực tế, con người nguy hiểm với chúng hơn là chúng với con người. Mặc dù có kích thước khổng lồ, nhưng loài cuốn chiếu châu Phi khổng lồ là một cậu chàng nhút nhát và thích trốn dưới đá cả ngày. Thứ duy nhất nó có thể tấn công là những chiếc lá khô trên mặt đất, qua đó nó góp ích cho môi trường. Thằn lằn quỷ gai là loài thằn lằn có những chiếc gai trông rất đáng sợ trên cơ thể. Chúng di chuyển quanh các bụi rậm và sa mạc để tìm kiến. Đó là món khoái khẩu cũng như món duy nhất của chúng. Thằn lằn quỷ gai có thể ăn hàng nghìn con kiến nhỏ mỗi ngày. Chúng bắt kiến bằng chiếc lưỡi dính của mình. Thằn lằn quỷ gai dùng gai để tự vệ trước những kẻ săn mồi và sẽ không bao giờ tấn công con người. Sức mạnh siêu việt của chúng là thay đổi màu sắc tùy thuộc vào nhiệt độ. Rơi mặt nhăn sống ở Trung và Nam Mỹ. Chúng chỉ ăn trái cây. Hình dạng khuôn mặt và làn da giúp chúng trong việc này. Chúng có cách cư xử tệ hại trên bàn ăn và xô đẩy vào mặt nhau trong bữa trưa. Tất cả các nếp nhăn giúp nước trái cây chảy thẳng vào miệng. Ôi, thật là một ý tưởng tuyệt vời. Tôi muốn thử cách đó. Ai ai là loài vượn cáo chỉ sống ở Madagascar. Một người già mê tín ở địa phương nói rằng việc gặp một con ai ai thực sự là điều xui xẻo. Trên thực tế, chúng là những sinh vật vô hại, chỉ ăn côn trùng và ấu trùng. Chúng nhanh chóng gõ vào các thân cây để tìm thức ăn và lấy nó ra bằng ngón giữa dài. Ai ai thích ở trên cây và ít khi xuống mặt đất, vì vậy bạn sẽ không bao giờ đụng phải nó đâu. Nếu bạn từng đến thăm Nepal hoặc Ấn Độ và bắt gặp một con cá sấu có chiếc mũi dài và hẹp, thì đừng hoảng sợ,
đó là mồn gharial. Cá sấu là họ hàng gần nhất của chúng, nhưng cá sấu Ấn Độ cũng không hẳn là cá sấu. Chúng là loài độc nhất. Những chiếc mũi kỳ lạ giúp chúng thích nghi hoàn hảo để bắt cá, món ăn yêu thích của chúng. Cá sấu Ấn Độ là những người bố mẹ đầy tình yêu thương và chu đáo cũng như siêu nhút nhát. Chúng ẩn mình khỏi con người và không bao giờ tấn công chúng ta. Rắn sữa trông gần giống như rắn san hô, nhưng khác với loài sinh vật có nòng độc cực cao đó, chúng hoàn toàn vô hại. Thiên nhiên đã ban tặng cho chúng những sọc màu sặc sỡ đó để đánh lừa kẻ săn mồi, nghĩ rằng chúng là rắn san hô. Nhờ khả năng bắt trước đó, chúng tồn tại ở nhiều nơi khác nhau từ đồng ruộng, núi đá cho đến các khu vực nông nghiệp và chuồng trại. Một số người thậm chí còn nuôi rắn sữa làm thú cưng nữa. Vâng, nhưng bạn nên giữ các màu thẳng hàng thẳng lối nhé. Rùa gai mata mata siêu lười biếng. Chúng còn chẳng thèm bơi mà chỉ đi bộ trong những con suối và đầm lầy chảy chậm thôi. Chúng chỉ lên bờ để đẻ trứng thôi. Mata mata không đi săn mà đợi thức ăn của chúng tự đến. Khi nhìn thấy một con cá, chúng vươn cổ và nuốt chửng như một cái máy hút bụi. Chúng phải làm điều đó vì hàm của chúng còn không thể nhai được. Bướm đêm hổ Virginia cũng sợ bạn như bạn sợ nó và cố gắng tránh tiếp xúc bằng mọi giá. Thức ăn ưa thích của chúng là các loài lá, bạch dương, liễu, phong, óc chó, bắp cải, vân vân. Chúng nhai phần thịt và để lại xương lá. Nếu bạn thực sự làm phiền chúng sẽ cố gắng bảo vệ mình. Nhưng vết nghiêm trọng nhất mà chúng có thể để lại cũng chỉ là kích ứng da nhẹ, hoặc vết côn nhị khúc nếu chúng bị buộc phải sử dụng võ thuật. Hay ya! Tôi đùa thôi. Ken Ken có mỏ và móng sắc nhọn và nổi tiếng là kẻ xấu. Trên thực tế, chúng sẽ không làm tổn thương một sinh vật nào. Món khoái khẩu của chúng là xác động vật. Ngon thật. Bằng cách này, chúng làm cho thế giới trong sạch và lành mạnh hơn, giống như việc kiểm soát động vật vậy. Không giống như hầu hết các loài chim có tầm nhìn 360 độ, Ken Ken chỉ tập trung vào những gì đang diễn ra bên dưới chúng với tầm nhìn 60 độ. Bọ biển khổng lồ là họ hàng gần của tôm và cua sống sâu dưới biển. Chúng có cơ thể giống người ngoài hành tinh với hàng chục móng vuốt sắc nhọn ở bụng và một bộ hàm để săn mồi, nhưng không phải lúc nào chúng cũng có sẵn thức ăn. Bởi vậy, chúng làm chậm quá trình trao đổi chất để tiết kiệm năng lượng và liên tục sống trong trạng thái nửa ngủ đông. Khi gặp nguy hiểm, bọ biển khổng lồ cuộn tròn thành một quả bóng nhỏ và ẩn nấp để không ai có thể tìm thấy chúng. Chuột chũi mũi sao có kích thước bằng chuột hamster và là loài ăn nhanh nhất thế giới. Nó ấn ngôi sao trông đáng sợ trên mũi xuống đất để tìm ra thứ ở 10 đến 12 địa điểm khác nhau trong một giây. Ngôi sao có 100.000 sợi thần kinh gửi thông tin đến não của chuột chũi. Một sự đền bù không tồi cho việc không có thị lực và chiếc mũi sao cho chúng khả năng săn côn trùng mà lại hoàn toàn vô hại với con người. Không giống như họ hàng của chúng, bọ cạp roi không đuôi, không mang nọc độc hoặc chất độc và cũng không thể cắn, chích hoặc làm tổn thương con người theo bất kỳ cách nào khác. Chúng còn chẳng thể nhai nên chỉ ngồi chờ côn trùng đi qua và phát hiện ra nó bằng chân của mình. Chúng là những vật nuôi tuyệt vời và chủ sở hữu còn đặt chúng lên mặt mà không sợ hãi. Được rồi, bạn làm trước đi. Tôi sẽ ngồi nhìn từ đây thôi. Từ này vẫn là chưa đủ để minh họa cho một vụ nổ mạnh nhất mà bạn từng thấy. Và điều quan trọng nhất là một cái hồ vừa mới nổ tung. Tất cả những gì bạn muốn làm là đốt pháo hỏa nơi đẹp như tranh này. Nhưng chắc hẳn bạn đã bỏ sót biển cảnh báo, nguy hiểm, nghiêm cấm lửa trên đường đi. Và giờ đây bức tường hơi nước đang nhanh chóng bao vây lấy bạn. Nhưng trước tiên, hãy quay lại thời điểm ban đầu của mọi chuyện. Bạn đang ở Alberta, Canada và vừa đến hồ Abraham để có một chuyến đi bộ đáng nhớ. Nước hồ đã bị đóng băng và quang cảnh thật tuyệt vời. Những bong bóng dưới lớp băng trông giống như hàng trăm con sứa đông cứng. Trên thực tế, chúng có thành phần là khí metan, một loại khí độc và rất dễ cháy do vi khuẩn sống dưới đáy hồ tạo ra. Đó là lý do biển báo ở đó. Bạn chỉ cần đốt một que diêm trên tảng băng này là có thể khiến toàn bộ mọi thứ bốc cháy. May mắn thay, bạn đã lưu ý đến điều này trên đường đến đây và cất quả pháo hoa bạn muốn đốt đi. Một địa điểm khác, một thời điểm khác, một cái hồ khác. Nó không bị đóng băng. Trên thực tế, mùa đông chưa từng xuất hiện ở đây kể từ kỷ băng hà. Giờ chúng ta đang ở Cameroon và nơi này có tên là hồ Nios. Trông thật yên bình, nhưng đừng nhầm nhé, là nước màu nâu cam của nó ẩn giấu một bí mật chết người.
Cái hồ nằm trên đỉnh một khu vực đầy biến động và các khe nứt dưới đáy của nó thải ra một lượng lớn khí carbon dioxide. Khi mặt đất di chuyển, khí này tràn ra khỏi hồ và chảy đi hàng km xung quanh. Nồng độ của nó cao đến mức hít một hơi cũng có thể khiến bạn ngất xỉu và không có cơ hội tỉnh lại. Bạn tưởng tượng được rồi đấy. Nhưng điều thâm độc nhất về nó là CO2 không mùi hoặc không màu, vì vậy bạn thậm chí sẽ không biết lúc nó xảy ra. Chính quyền địa phương đã thiết lập một hệ thống đường ống thoát khí từ hồ, đảm bảo tương đối an toàn cho người và động vật xung quanh. Và một hồ nước độc hại khác, Kivu ở biên giới Congo và Rwanda, thậm chí còn được sử dụng để cung cấp năng lượng cho hàng triệu người nhờ khí của nó. Trong khi chúng ta ở châu Phi, vùng lòng chảo Danakil ở Ethiopia cũng đáng để bạn đến thăm. Được mệnh danh là nơi nóng nhất trên trái đất, nó chắc chắn rất đúng với tên gọi của mình. Khe núi có suối nước cực nóng, axit độc hại và núi lửa đang hoạt động. Cảnh quan thật siêu thực, và đây có thể là địa điểm có người ở duy nhất trên trái đất, tại nơi mà sự sống không thể tồn tại. Vâng, nghe thật mâu thuẫn, tôi biết mà. Người Apa sống ở đây quanh năm và thu thập muối quanh các con suối để buôn bán, trong khi các nhà khoa học không thể tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào của vi sinh vật ở đó. Con người nổi tiếng với việc định cư ở những nơi mà hầu hết các loài khác đều tránh. Hãy lấy núi Tambora ở Indonesia làm ví dụ. Hàng nghìn người đã sống ở trên và xung quanh sườn núi của nó trong nhiều thế kỷ, cho đến ngày định mệnh đó vào năm 1815. Tambora là một ngọn núi lửa, và vào năm đó, nó đã phun trào, dẫn đến một vụ nổ thiêu rụi mọi thứ trên đảo. Người ta nghe thấy nó từ xa cả nghìn km. Nó phun ra nhiều tro núi lửa đến mức tro rơi thành từng lớp dày trên các hòn đảo xung quanh và gây ra một năm không có mùa hè ở toàn bộ bán cầu Bắc. Đây là vụ phun trào mạnh nhất trong 10.000 năm qua và núi Tambora đã trở nên thấp hơn tới 1.524m sau đó. Nhưng hãy quay lại thời đại của chúng ta. Có một hòn đảo mà bạn sẽ không được phép đến thăm, nhưng tôi cá là bạn cũng không muốn đến đâu. Đảo rắn ở Brazil là nơi sinh sống của hàng nghìn con rắn, đúng như tên gọi của nó. Khoảnh khắc khi vừa đặt chân lên nơi này, bạn sẽ có nguy cơ bị rắn cắn. Hòn đảo này cũng là nơi duy nhất bạn có thể gặp một con rắn hổ lục đầu giáo vàng. Cuộc gặp gỡ duy nhất một lần trong đời, thực sự luôn. Nơi này nguy hiểm đến mức Brazil đã cấm khách du lịch đến đó vô điều kiện. Được rồi, đi thôi nào. Bây giờ hãy lấy quần áo ấm nhất của bạn và đừng quên đeo mặt nạ lông thú nữa nhé. Chúng ta sẽ đến Oymyakon, Nga, một thị trấn nhỏ cực bắc thường được gọi là nơi lạnh nhất trên hành tinh mà vẫn có người sinh sống. Nơi duy nhất có nhiệt độ trung bình thấp hơn là Nam Cực, và như thế là đủ để hiểu rồi đấy. Vào mùa đông, nếu bạn quên mặc một chiếc áo len, một chiếc áo len khác, một chiếc áo len nữa và một chiếc áo khoác lông thú, bạn sẽ bị đông cứng đến xương chỉ trong vài giây. Nhiệt độ ở đây giảm xuống đến mức âm 71 độ C. Trái cây tươi chuyển thành tảng đá trong vài phút và trở nên cứng đến mức bạn có thể dùng một quả táo để đóng đinh vào gỗ. Trước khi đóng băng tại chỗ, hãy đến một nơi mà không có tàu thuyền nào đưa bạn đi, bờ biển Skeleton ở Namibia. Thật vậy, bạn chỉ có thể lái xe hoặc bay đến đây vì tàu thuyền sẽ không đến gần địa điểm này. Vùng biển đó nguy hiểm do đột ngột đẩy thuyền quăng quật xung quanh và những tảng đá sắc nhọn ẩn mình dưới nước đều vui mừng khi đâm vào thân tàu. Bản thân bờ biển trải dài hàng trăm dặm và được chia thành phía Nam và phía Bắc. Du khách trên các phương tiện địa hình được phép tự do đi vào phần phía Nam, nhưng chỉ khoảng 800 người mỗi năm có thể đến phần phía Bắc và chỉ với các tour du lịch có hướng dẫn viên. Từng có người bị lạc ở sa mạc mãi mãi, và đó là một nơi đáng sợ để đến. Nó có tên như vậy từ rất nhiều xác động vật được tìm thấy ở đây. Tuy nhiên, khoảng 50.000 người bản địa vẫn cố sinh tồn tại nơi này cùng với các loài động vật đã thích nghi được như hải cẩu, thằn lằn, linh cẩu và thậm chí cả voi. Bạn có thể mong đợi một cỗ máy hủy diệt sự sống ở bất cứ đâu ngoại trừ trung tâm châu Âu. Napoli, một trong những thành phố nổi tiếng nhất ở Ý, tọa lạc trên đỉnh của một siêu núi lửa đang hoạt động. Năm 2018, các nhà khoa học nhận thấy con quái vật này đang tích tụ magma dưới lòng đất sâu. Họ nói rằng nó sẽ không phát nổ trong tương lai gần, nhưng có một ngọn núi lửa nhỏ hơn nhưng không kém phần nguy hiểm chỉ cách đó vài km. Vesuvius khét tiếng. Bạn có thể nhớ đến nó qua vụ phun trào thiêu rụi thành phố Pompeii La Mã khoảng 2.000 năm trước. Nhớ thì nhớ, chứ tôi sẽ không đến gần nó đâu. Nó đã hoạt động trong thời gian dài.
Cả người dân và khách của Napoli đều đặt tính mạng của họ vào tình thế nguy hiểm mỗi ngày khi ở trong thị trấn. Nhưng này, khi ở đó, hãy thử pizza nhé! Vùng Đông Bắc nước Pháp cũng là một nơi không thân thiện lắm. Một chuỗi các khu vực được đặt tên là Zone Rouge, hay vùng nguy hiểm và bị cấm từ những năm 1920. Nếu vô tình đến một trong những nơi này, bạn sẽ chỉ thấy cây cối héo úa và mặt đất cháy xém, trái ngược hẳn với cảnh quan tươi tốt ở phần còn lại của đất nước. Đất và không khí ở đây ô nhiễm đến mức người dân bị cấm vào vì lo bị nghẹt thở. Và trong mọi trường hợp, không gì có thể sống trong vùng nguy hiểm này vào lúc đó. Một hòn đảo có người sống tại Nhật Bản đã từng bị đóng cửa với du lịch hàng không trong 8 năm. Miyake-jima về cơ bản là một ngọn núi lửa có người sống trên sườn của nó. Nó phun trào mỗi 20 năm một lần và lần phun gần đây nhất là vào năm 2000. Nó thường không phun dung nham mà thay vào đó tạo ra những đám mây khổng lồ chứa khí sulfuric độc hại. Này, đừng quên mang mặt nạ nhé! Nhắc mới nhớ, vào thời kỳ đỉnh cao hoạt động, cư dân trên đảo luôn phải đeo mặt nạ phòng độc và thậm chí nhiều năm sau vụ phun trào, họ còn mang theo những chiếc mặt nạ đó để đề phòng. Này, tôi hiểu mà! Cách không xa nơi chúng ta vừa đến, ở vùng Kamchatka của Nga, có một thung lũng vô cùng xinh đẹp, nhưng bạn sẽ không muốn ở lại quá lâu. Nó được gọi một cách đáng ngại là thung lũng chết và nằm dưới chân một ngọn núi lửa đang hoạt động khác. Khi ngọn núi tỏa khói, nói luôn là khá thường xuyên nhé, các khí độc nặng hơn không khí sẽ đổ xuống sườn núi và đi thẳng vào thung lũng. Những sinh vật nhỏ hơn không có cơ hội sống sót khi hít thở thứ này. Ngay cả những động vật lớn hơn và con người cũng sẽ gặp khó khăn để thoát ra ngoài mà không bị thương. Một địa điểm nghỉ dưỡng chết người khác là eo biển Sjøstraumen ở Na Uy. Trông nó thật thanh bình và đẹp đẽ, bạn có thể cảm thấy nó đang mời gọi bạn ngâm mình và tắm trong làn nước xanh ấy. Tuy nhiên, đừng làm thế. Cứ mỗi 6 giờ, eo biển yên tĩnh này lại biến thành một khối nước gầm rú với những xoáy nước khổng lồ và mạnh mẽ. Tất cả là do dòng thủy triều giữa hai vịnh hẹp mà eo biển đang kết nối. Dù sao thì ở đây, khi thủy triều lên, dòng nước chảy xiết quá lớn so với dòng hẹp, khiến nó trở thành cái bẫy chết người cho cả người bơi và tàu thuyền. Còn giờ tại Bolivia, có một con đường dài 72 km mà chỉ những người can đảm mới dám đi qua. Đường Yungas chạy dọc theo sườn một dãy núi và là điểm thu hút chính đối với những người đi xe đạp muốn cảm giác mạnh. Một lối đi mới đã được xây dựng để vượt qua những phần nguy hiểm nhất của tuyến đường, nhưng con đường ban đầu rất hẹp. Một bên là vực thẳm không có lan can bảo vệ, còn một bên là dốc lớn. Sạt lở đất, sương mù và mưa thường xuyên khiến việc đạp xe ở đây trở nên vô cùng nguy hiểm và khó lường. Tất nhiên điều này không thể ngăn cản những người mạo hiểm từ khắp nơi trên thế giới đến đây để đạp xe theo kiểu không giống ai. Nếu thích suối nước nóng, bạn cũng có thể thích một chuyến thăm hồ nước sôi ở Dominica. Nằm trong công viên quốc gia, đó là một hốc chứa đầy nước sôi liên tục từ các con sông ở vùng lân cận. Nó được đun nóng bởi các suối khí độc cực nóng và màn khói ở phía trên bề mặt cũng rất độc. Cái hồ này là điểm thu hút khách du lịch, nhưng đến quá gần nó sẽ cực kỳ nguy hiểm. Nó có thể vỡ ra, làm ngập toàn bộ vùng xung quanh với những đám mây khí.